Các bạn đang nghe truyện tu luyện giảng lược hóa công pháp trên kênh TV Audio CV. Chương 1413, Lạch Trời Đây không phải nghe trọng lý cùng nam tài minh chân thân ở trong hư không phi hành, mà là nhân quả thiên đạo lực lượng, mang theo nghe trọng lý cùng nam tài minh bắt đầu tố nguyên. Có nhân liền có quả, có quả liền tất nhiên có nguyên nhân. Nam tài minh tổn thất bộ phận không gian thiên đạo quyền hành, đây là quả, như vậy thuận đường dây này, đem tạo thành cái này quả bởi vì tìm ra, tự nhiên cũng liền có thể định vị đến vị kia đánh cấp không gian thiên đạo người tu hành trên thân. Nam Tài Minh nhìn thấy nghe trọng lý bắt đầu xuất lực, cứ việc có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng phất tay xẹt qua hư không. Không gian thiên đạo hơi chấn động một chút, một thành không gian thiên đạo quyền hành bị Nam Tài Minh đơn độc phân chia ra đến, tiếp lấy bay đến nghe trọng lý trước mặt. Nghe trọng lý đưa tay nắm chặt, cảm giác ở trong không gian thiên đạo lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Giờ phút này một thành không gian thiên đạo quyền hành, tự nhiên còn không thuộc về nghe trọng lý, nghe trọng lý phải hoàn thành lời hứa của mình, không gian này thiên đạo quyền hành mới có thể chân chính rơi xuống trong tay của hắn. Huyền Linh Vực Trần Phỉ chính kích bột lên men tấm dành trước, khôi phục vừa rồi thi triển sát chiêu mà còn sót lại thương thế. Đột nhiên, Trần Phỉ thần hồn bên trong thời gian quy tắc tinh thể rung động kịch liệt, một bức tranh xuất hiện tại Trần Phỉ trong đầu, hai đạo to lớn bóng ma giáng lâm huyền linh vực, huyền linh vực trực tiếp vỡ vụn. Liên lụy đến nguy hiểm đến tính mạng, thời gian quy tắc tinh thể mới có thể chủ động phản ứng giống vừa rồi hổ tộc tùy băng thanh ám sát căn bản không có khả năng đối trần phỉ tạo thành ảnh hưởng gì thời gian quy tắc tinh thể tự nhiên cũng không có bất cứ động tĩnh gì trần phỉ nhìn xem hình tượng bên trong hai thân ảnh một chút nhận ra thân phận của bọn hắn không gian đạo tổ nam tài minh nhân quả đạo tổ nghe trọng lý trần phỉ ánh mắt ba động đây là nam tài minh phát hiện không gian thiên đạo quyền hành mất đi tốc độ tăng tốc trực tiếp ngồi không yên đi mời nhân quả đạo tổ hỗ trợ bây giờ quy khư giới thiên cơ hỗn loạn muốn nói khả năng tìm ra trần phỉ chân thân cũng chính là nhân quả thiên đạo cùng vận mệnh thiên đạo cho nên trần phỉ lúc trước lựa chọn chính đại thiên đạo thời điểm cố ý tránh đi hai loại thiên đạo trần phỉ thần hồn bắt đầu sôi trào đem tất cả lực lượng trút xuống tại thời gian quy tắc tinh thể bên trên một loại huyển hoặc khó hiểu lực lượng đem trần phỉ hoàn toàn bao khỏa tại thời gian thứ cấp quy tắc quá khứ ngưng tụ sau khi hoàn thành trần phỉ mới chính thức thi triển thời gian lư chính là vì phòng ngừa nam tài minh chim khốn che xe đi tìm cái khác đạo tổ hỗ trợ không phải kỳ thật ngưng tụ hai loại thời gian thứ cấp quy tắc liền đã có được thi triển thời gian lưu năng lực ba loại thời gian thứ cấp quy tắc ngưng tụ thành thời gian quy tắc tinh thể có thể để trần phỉ đem mình nhân quả gút mắt đặt ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong bất luận cái gì một khắc cái khác đồng dạng ngưng tụ ba loại thời gian thứ cấp quy tắc chí tôn cảnh làm không được loại chuyện này bởi vì bọn họ thời gian thứ cấp quy tắc là tách ra chỉ có trần phỉ ngưng tụ thành vỡ vụn thời gian quy tắc tinh thể có quả liền có nguyên nhân trần phỉ đã sớm đem mình tất cả nhân nghiệp lực dây dưa thậm chí quả đặt ở mấy trăm năm sau loại phương thức này trái với lễ thường cũng vô pháp lý giải nhưng đây chính là thời gian quy tắc lực lượng nếu như trần phỉ có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thời gian quy tắc chân thân trở lại quá khứ đều không phải là việc khó Giờ phút này Trần Phỉ thi triển thời gian quy tắc tinh thể lực lượng bao khỏa mình, càng nhiều là vì để phòng vạn nhất. Cô chiếu đảo Nghe trọng lý cùng Nam Tài Minh một tia thần thức tại hư không không ngừng xuyên thẳng qua, Nam Tài Minh vốn cho rằng rất nhanh liền có thể định vị đến kia tặc tử cụ thể tin tức, nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, hắn cùng nghe trọng lý vẫn tại trong hư không. Nghe trọng lý chân mày hơi nhíu lại, cái kia cướp đoạt bộ phận không gian thiên đạo quyền hành người tu hành, quả thật có chút không giống, lấy nhân quả thiên đạo khóa chặt, đều khóa chặt không ra vị trí tới nghe trọng lý hai tay kết ấn trong hư không nhân quả thiên đạo lực lượng bị kích phát đến cực hạn nghe trọng lý càng là bắt đầu hao tổn tự thân bản nguyên tăng lớn nhân quả thiên đạo chi lực nếu như chỉ là vì một cái nhân tình nghe trọng lý là tuyệt đối sẽ không hao tổn bản nguyên khi được không bù mất nhưng nếu là vì một thành không gian thiên đạo quyền hành khi nghe trọng lý cảm thấy có thể thử một chút dù sao cơ hội như vậy có thể nói là gần như không tồn tại nghe trọng lý cùng nam tài minh xuyên thẳng qua hư không tốc độ đột nhiên tăng nhanh mơ hồ trong đó phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh hình dáng nam tài minh thần sắc chấn động cuối cùng phải có một thích kết quả nam tài minh ngược lại là phải thật tốt nhìn xem đến cùng là ai như thế cả gan làm loạn dám đánh cắp không gian của hắn thiên đạo trong hư không phía trước hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng một chút nhưng hư ảnh trở nên rõ ràng về sau khoảng cách của song phương lại bị cố định trụ vô luận nghe trọng lý như thế nào tăng lớn nhân quả thiên đạo lực lượng, thậm chí là tiếp tục hao tổn bản nguyên, cũng vẫn như cũ không cách nào rút ngắn cùng phía trước hư ảnh khoảng cách. Nghe huynh, nam tài minh nghi hoặc nhìn về phía nghe trọng lý. Nghe trọng lý không nói gì, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nghe trọng lý không có tiếp tục hao tổn bản nguyên, bởi vì tiếp tục hao tổn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nghe trọng lý cần trước hiểu rõ, vì cái gì rõ ràng đã trông thấy không gian thiên đạo quyền hành mất đi nhân lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tới gần nghe trọng lý lấy tình huống trước mắt vì quả bắt đầu thôi diễn dẫn đến cái này quả nhân đến cùng là cái gì tình huống theo nghe trọng lý chuyển di mục tiêu nghe trọng lý cùng nam tài minh cùng phía trước hư ảnh khoảng cách bắt đầu kéo xa tiếp lấy cũng không còn cách nào trông thấy nam tài minh nhìn thấy hư ảnh biến mất nhưng cũng biết nghe trọng lý không phải từ bỏ tìm kiếm cho nên cho dù trong lòng lại sốt ruột cũng không có tiếp tục quấy rầy nghe trọng lý. Một lát sau, nhân quả thiên đạo rốt cục cho nghe trọng lý một cái phản hồi, mà nhìn thấy cái này phản hồi, nghe trọng lý trực tiếp sững sờ tại nơi đó, đến mức hắn cùng nam tài minh thần thức sớm đã trở về tới trong thân thể, nghe trọng lý cũng không có chú ý đến. Nghe huynh, nam tài minh nhìn xem nghe trọng lý dáng vẻ, lần nữa hô một câu. Nghe được nam tài minh la lên, nghe trọng lý như ở trong mộng mới tỉnh, từ vừa rồi kết quả bên trong lấy lại tinh thần. Nghe huynh, nhưng có kết quả, Nam Tài Minh thấp giọng nói. Có một kết quả, nhưng nghe nào đó có chút xem không hiểu. Nghe trọng lý lông mày chăm chú nhíu lại. Chỉ giáo cho, Nam Tài Minh khó hiểu nói. Vừa rồi Nam Huynh cũng trông thấy, chúng ta cùng thân ảnh kia ở giữa khoảng cách, từ đầu đến cuối đều không thể rút ngắn, rõ ràng đã khóa chặt, nhưng hết lần này tới lần khác có một cái cự đại lạch trời ngăn ở nơi đó. Nghe trọng lý nhìn xem Nam Tài Minh nói. Vâng. Nam Tài Minh nhẹ gật đầu, hắn biết nghe trọng lý còn chưa nói hết. Thân ảnh kia chính là đánh cấp không gian thiên đạo tạc tử, mà chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, là bởi vì đối phương không tại bây giờ thời gian bên trong, mà là tại mấy trăm năm sau, nghe trọng lý trầm giọng nói. Nói xong câu đó, nghe trọng lý trong lòng kia cổ quái dị cảm giác càng phát rõ ràng. Một cái đánh cấp không gian thiên đạo cường giả, không tại hiện tại, mà là tại trăm năm về sau, cái này nghe chính là lời nói vô căn cứ, nhưng hết lần này tới lần khác nhân quả thiên đạo chính là như thế biểu hiện cho nghe trọng lý. Quả nhiên, nghe được nghe trọng lý, Nam Tài Minh con mắt có chút trừng lớn, Nam Tài Minh phản ứng đầu tiên, chính là nghe trọng lý đang nói láo. Nghe trọng lý ngẫm lại muốn mình tìm tới cái kia tặc tử, ép hỏi ra đối phương đánh cấp không gian thiên đạo nguyên nhân, tốt chính mình về sau đánh cấp toàn bộ không gian thiên đạo, đây chính là Nam Tài Minh phản ứng đầu tiên, nhưng ngay lúc đó Nam Tài Minh liền đẩy ngã ý nghĩ này bởi vì nghe trọng lý nếu thật là dạng này chờ nghe trọng lý chém giết cái kia tặc tử nam tài minh liền sẽ trước tiên phát giác nam tài minh định vị không đến cái kia tặc tử vị trí là bởi vì không biết kia tặc tử là ai nhưng đều biết là nghe trọng lý gây nên về sau nam tài minh định vị nghe trọng lý lại là không có chút nào vấn đề nam tài minh căn bản liền sẽ không tu luyện cho nghe trọng lý không gian thiên đạo cơ hội đến lúc đó đơn giản chính là song phương vĩnh viễn tranh đấu đôi này nghe trọng lý mà nói lại có chỗ tốt gì mà lại Nam Tài Minh cảm thấy, kia tặc tử có thể đánh cấp không gian thiên đạo, dùng đến căn bản không phải phương pháp gì, thuần túy chính là thần hồn đặc tính hoàn toàn phù hợp không gian thiên đạo, đưa đến bây giờ tình huống như vậy. Đã có chí tôn cảnh cường giả, tu luyện ra thời gian quy tắc rồi, Nam Tài Minh tỉnh táo lại về sau, nghĩ đến một khả năng khác. Không biết, nhìn xem cũng không giống. Nghe trọng lý ngẫm lại một chút, lắc đầu. Chân tu luyện ra thời gian quy tắc khi nơi nào còn có bọn hắn những này đạo tổ sự tình, đối phương cũng căn bản không cần dạng này trốn trốn tránh tránh, có là phương pháp xóa đi nam tài minh, thậm chí cái khác đạo tổ. Nhưng đối phương không có làm như vậy, rất hiển nhiên còn không có tu luyện ra thời gian quy tắc. Nhưng đem đánh cấp không gian thiên đạo nhân, bỏ vào mấy trăm năm về sau, nếu như không có tu luyện ra thời gian quy tắc, vậy đối phương là thế nào làm được, thời gian thứ cấp quy tắc mới phương pháp sử dụng vẫn là vị cường giả kia lĩnh ngộ được loại thứ tư thời gian thứ cấp quy tắc, nghe huynh nhưng còn có những biện pháp khác, Nam Tài Minh hít sâu một hơi, nếu như nghe trọng lý đều không có cách, khi Nam Tài Minh chỉ có thể áp dụng phương thức cực đoan nhất. Quy khư giới nhạn đảng sườn núi, hổ tộc cương vực Hổ tộc bốn vị cửu giai hậu kỳ còn tại thương thảo tùy băng thanh nguyên nhân cái chết, liễu tộc thường nạp biển đã vọt tới hổ tộc chủ thành bên trong, tiếp lấy biết tùy băng thanh thân tử đạo tiêu tin tức. Thường nạp biển biết, vì một kiện minh khói kính, hổ tộc còn không đến mức đi lừa bịp hắn, lại lời nói dối như vậy cũng hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Một khi tương lai phát hiện tùy băng thanh không chết, khi hổ tộc cùng liễu tộc liền muốn từ minh hữu quan hệ, biến thành chân chính cựu địch. Nàng đi nói giết một con tà vật, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cần toàn bộ biết được, thường nạp biển nhìn xem hổ tộc bốn vị cửu giai hậu kỳ, trầm giọng nói. Băng thanh muốn giết cũng không phải tà vật, mà là huyền linh vực một cái cửu giai sơ kỳ hổ tộc tùy tung chuẩn thấp giọng nói. Giết một cái cửu giai sơ kỳ, còn muốn cho ta mượn minh khói kính, thường nạp biển lông mày một chút nhíu lại. Cái này tên là trần phỉ cửu giai sơ kỳ cũng không đơn giản, từ đạt được tin tức bên trên nhìn, đối phương chém giết một vị cửu giai trung kỳ, cũng đem kia cửu giai trung kỳ chủng tộc toàn bộ di diệt. Tùy tung chuẩn nói, sẽ có trần phỉ tình huống căn bản tin tức ngọc giảng đưa tới thường nạp biển trước mặt. Thường nạp biển nghe được cửu giai sơ kỳ chém giết cửu giai trung kỳ, mày nhíu lại đến càng sâu, bởi vì cho dù là dạng này thiên kiêu, đồng dạng không có khả năng ngăn cản được tùy băng thanh cửu giai hậu kỳ lực lượng. Tùy băng thanh thế nhưng là có tinh hà đồ, lại thêm hắn minh khói kính, ở đây bất kỳ một cái nào cửu giai hậu kỳ, chẳng những không đã thương được tùy băng thanh, còn muốn bị tùy băng thanh phản sát. Loại tình huống này, tùy băng thanh chết cùng một cái cửu giai sơ kỳ có thể lớn bao nhiêu quan hệ, thường nạp biển nhìn xem trong ngọc giảng, có quan hệ trần phỉ tin tức, trong lòng nghi vấn không có đạt được giải đáp, ngược lại sinh ra càng lớn nghi hoặc. Thường nạp biển vuốt ve ngọc giản trong tay, từ trong ngọc giản tin tức bên trên nhìn, Tùy băng thanh khi biết huyền linh vực kia cửu giai sơ kỳ tin tức về sau, liền rời đi hổ tộc cương vực. Về thời gian cùng tùy băng thanh hướng hắn mượn minh khói kính, ngược lại là có thể đối được. Nói cách khác, tùy băng thanh muốn bắt minh khói kính, đối phó thật sự chính là một cái cửu giai sơ kỳ. Đương nhiên, cái này cửu giai sơ kỳ có chút đặc biệt, vừa cấp chém giết cửu giai trung kỳ. Lại từ tin tức bên trên nhìn, cái này nhân tộc cửu giai trưởng thành tốc độ thật nhanh. Truyền ngôn là cửu giai chân linh chuyển thế, bây giờ nhìn, cái này thích khả năng rất lớn, bằng không thì cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió thuận dòng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nịch Uyên vỡ vụn, những cái kia không có bị quy khư giới hấp thu vị diện cũng nhau nhau xuất thế, thành tiên lộ cũng sắp xuất thế. Năm đó rất nhiều thân tử đạo tiêu cửu giai, bây giờ chân linh chuyển thế, cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái cho nên cái này huyền linh vực cửu giai tin tức, mặc dù nhìn kinh diễm, nhưng cũng không có đến mức đi lễ thường trình độ. Nhưng nếu là tùy băng thanh là tại giết cái này nhân tộc cửu giai thời điểm, bị phản sát, khi bày biện ra tình huống, cũng quá mức khác thường. Nhưng loại chuyện này, thật sự có khả năng phát sinh sao, cửu giai sơ kỳ nghịch sát cửu giai hậu kỳ, hơn nữa còn là có tinh hà đồ cùng minh khói kính hai kiện bảo vật tình huống dưới, hoàn thành nghịch sát, rất nhiều không phù hợp lẽ thường sự tình, kỳ thật phía sau đều có cái khác một bộ logic đang chống đỡ, chỉ là tạm thời không có bị phát hiện. Nhưng cửu giai sơ kỳ, tuyệt đối là không có khả năng chém giết cái kia trạng thái dưới tùy băng thanh. Lại tùy băng thanh trước đó trở lại hổ tộc cương vực, còn không biết nhân tộc kia cửu giai là tại huyền linh vực. Dựa theo hổ tộc chấp sự thuyết pháp, Vừa mới bắt đầu Tùy Băng Thanh chỉ là biết một chút đại khái tin tức, tiếp lấy để hỗ tộc chấp sự căn cứ những tin tức này đi tìm kiếm khả năng cửu giai người tu hành. Nói cách khác, tùy băng thanh lúc trước, thậm chí khả năng chính là tại huyền phong giới thời điểm, đụng phải nhân tộc vị này cửu giai, đồng thời khả năng còn giao thủ qua, kết quả bị đối phương trốn. Nếu như không có chân chính giao thủ, làm sao lại cố ý đi mượn minh khói kính, hẳn là lúc trước gặp một chút phiền toái, cho nên cần minh khói kính đến giải quyết cái này nhân tộc cửu giai một chút đặc biệt thủ đoạn. Cho nên tại tùy băng thanh trong lòng, mượn đến minh khói kính về sau, nàng khẳng định là có niềm tin tuyệt đối, đem cái này nhân tộc cửu giai chém giết thường nạp biển đem trong lòng suy đoán nói ra, chuyện này lộ ra quá nhiều không hợp lý. Ngươi là muốn nói, giấc băng thanh, khả năng không phải cái này nhân tộc cửu giai, mà là những cường giả khác, tùy tung chuẩn nhíu mày nói. Đúng. Thường nạp biển nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hổ tộc bốn cái cửu giai hậu kỳ, nói. Bất quá đến cùng phải hay không nhân tộc kia cửu giai gây nên, bây giờ không phải chuyện quan trọng nhất, mà là các ngươi dự định xử lý như thế nào chuyện này, bất kể là ai giết tùy băng thanh, đều đã hiện ra đối phương thức lực cường đại. Tối thiểu thường nạp biển thực lực hôm nay, khẳng định dết không được ngay lúc đó tùy băng thanh, hổ tộc bốn vị cửu giai hậu kỳ bất luận một vị nào cũng giống như thế, thậm chí hai ba vị hợp lực đều không được. Nếu như giả thiết tùy băng thanh là cái này nhân tộc cửu giai dết chết, hổ tộc bốn vị cửu giai hậu kỳ muốn cùng một chỗ hành động, mới có thể đại khái cam đoan có thể cầm xuống đối phương, thậm chí thường nạp biển đều muốn cùng đi, mới càng thêm bảo đảm ổn. Mà cái này còn vẻn vẹn trước mắt bọn hắn đánh giá ra một điểm tình huống. Nếu như đối phương chém giết tùy băng thanh rất nhẹ nhàng, khả năng này có được cửu giai đỉnh phong chiến lực, vậy bọn hắn năm cái cửu giai hậu kỳ đi, khả năng chẳng những bắt không được đối phương, còn có thể bị đối phương cưỡng ép phản sát. Địch nhân hoàn toàn không xác định lực lượng, để bọn hắn làm ra bất kỳ một cái nào quyết định, kỳ thật đều là lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thường nạp biển trong lòng là cảm thấy giết tùy băng thanh một người khác hoàn toàn, có thể là cái này nhân tộc cửu giai mời tới giúp đỡ, cũng có thể là là tùy băng thanh trên đường tao ngộ ngoài ý muốn khác. Minh khói kính tại bị xóa đi vết tích trước, thường nạp biển cảm giác được minh khói kính sau cùng vị trí, đúng là huyền linh vực cái hướng kia, nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh, tùy băng thanh trước đó đúng là đi tìm cái này nhân tộc cửu giai. Tùy tung chuẩn nghe được thường nạp biển, cùng hổ tộc cái khác ba cái cửu giai hậu kỳ nhìn nhau một chút, minh bạch thường nạp biển muốn biểu đạt ý tứ. Tùy băng thanh thù, tự nhiên là muốn báo, nhưng như thế nào báo, là một đại vấn đề. Nếu như hung thủ thực lực quá mạnh, bọn hắn hổ tộc vội vã như vậy vội vã chạy tới, cuối cùng khả năng không phải vì tùy băng thanh báo thù, mà là làm cho cả hổ tộc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghe có chút khoa trương, một cái có được năm vị cửu giai hậu kỳ, hơn 20 vị cửu giai sơ kỳ cùng cửu giai trung kỳ cường đại chủng tộc, nói hủy diệt liền hủy diệt rồi, nhưng tình huống thực tế, vô luận là quy khư giới, vẫn là bọn hắn năm đó chỗ vị diện, một cái chân chính cường giả đỉnh cao, chính là có thể tả hữu một trận chiến cuộc, thậm chí là hủy diệt một cái lớn như vậy chủng tộc. Nếu như lần này giấc tùy băng thanh, thật có được cửu giai đỉnh phong chiến lực, khi hổ tộc bây giờ đợi tại nhạn đảng sườn núi, mới là an toàn nhất sự tình. Nhạn đảng sườn núi có được hổ tộc mạnh nhất hổ tộc đại trận, một khi gặp được diệt tộc nguy cơ, tất cả hổ tộc tại trong đại trận, đồng đều có thể cung cấp một phần lực lượng của mình. Đến lúc đó cho dù là cửu giai đỉnh phong đến đây, cũng đừng hòng mở ra hổ tộc hổ tộc đại trận, đây coi như là từng cái chủng tộc tầng cuối cùng thủ đoạn hổ tộc như thế, bên cạnh không xa liễu tộc, cũng tương tự có được tương tự đại trận. Nhưng nếu như bọn hắn tại nhạn đảng sườn núi bên ngoài, gặp cửu giai cường giả tối đỉnh phục sát. Cho dù hổ tộc tới kịp kết thành đại trận, nhưng loại này lâm thời trận thế chỗ nào có thể cùng tỉ mỉ chuẩn bị hộ tộc đại trận đánh đồng, cuối cùng nhất định sẽ bị tươi sống mài chết. Thậm chí nếu như cửu giai đỉnh phong không biết xấu hổ, trực tiếp tập kích, đoán chừng ngay cả tạo thành trận thế cơ hội đều không có chúng ta đã phái ra chấp sự, nghĩ cách thám thính huyền linh vực tình huống, nhìn có thể hay không tìm tới băng thanh thân tử đạo tiêu vị trí, cố gắng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Tùy tung chuẩn thấp giọng nói. Tùy tung chuẩn bọn hắn tự nhiên cũng không có lỗ mãn, không phải tùy băng thanh hồn đăng vừa diệt thời điểm, bọn hắn đoán chừng liền muốn vọt tới huyền linh vực. Nơi này là quy khư giới, không phải bọn hắn hổ tộc năm đó chỗ vị diện. Năm đó ở cái kia vị diện, hổ tộc cùng liễu tộc thực lực chính là đỉnh phong nếu quả thật phát sinh trong tộc cửu giai bỏ mình sự tình bọn hắn thật đúng là sẽ trực tiếp tiến lên bọn hắn chính là mạnh nhất chỗ nào sẽ còn lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng ở quy khư giới bọn hắn không có dạng này lực lượng dù sao bọn hắn ngay cả cửu giai đỉnh phong đều không có tốt ta cùng chư vị cùng nhau chờ đợi tin tức thường nạp biển nhẹ gật đầu cứ việc bởi vì minh khói kính mất đi để thường nạp biển lòng nóng như lửa đốt nhưng thường nạp biển cũng biết bây giờ vấn đề này căn bản là gấp không được. Nếu như giết tùy băng thanh, thật là cửu giai cường giả tối đỉnh, kỳ minh khói kính mất đi, cũng liền ném đi. Trừ phi cái nào một ngày thường nạp biển mình đột phá đến cửu giai đỉnh phong, không phải chuyện này chỉ có thể nhịn xuống. Đối với thường nạp biển lưu lại, vì tung chuẩn bọn hắn không có ý kiến, hổ tộc cùng liễu tộc là minh hữu quan hệ, cho dù không có việc này, lưu tại hổ tộc làm khách, đều là cực kỳ bình thường. Chớ nói chi là bây giờ đối với chuyện này, hổ tộc có chút đuối lý, bởi vì tùy băng thanh nguyên nhân, để thường nạp biển bị mất một kiện bảo vật. Quy khư giới, cô chiếu đảo. Nam tài minh thần sắc âm trầm, sắc mặt này cũng không phải cho nghe trọng lý nhìn, chỉ là ngay cả nghe trọng lý đều không thể tìm ra đánh cấp không gian thiên đạo tặc tử, để nam tài minh tâm cảnh như lông trời lỡ đất. Nếu như ngay cả nghe trọng lý cũng không có cách nào, khi nam tài minh đã nghĩ không ra cái khác mau lẹ phương thức, cho dù bốc lên to lớn phong hiểm đi tìm vận mệnh đạo tổ, đoán chừng cũng giống như nhau kết quả. Mau lệ phương thức không được, Nam Tài Minh tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn mình không gian thiên đạo quyền hành, mỗi thời mỗi khắc, mỗi ngày mỗi tháng giảm bớt. Nam Tài Minh sẽ trực tiếp trở nên không cố kỵ gì, Nam Tài Minh sẽ bắt đầu trực tiếp chém giết hắn hoài nghi cửu gia trí tôn cảnh. Chỉ cần là Nam Tài Minh hoài nghi, Nam Tài Minh liền sẽ không chút do dự xuất thủ, mặc kệ thân phận của đối phương địa vị, phía sau có nào cường giả chỗ dựa, Nam Tài Minh cũng sẽ không để ý không có không gian thiên đạo, Nam Tài Minh vẫn như cũ là cửu giai cường giả tối đỉnh, mà lại muốn so tuyệt đại bộ phận cửu giai đỉnh phong đều mạnh hơn. Không nói cái khác, tối thiểu Nam Tài Minh đạo tổ cường độ thể phách sẽ trực tiếp duy trì được. Đạo tổ cấp bậc thể phách, đây đối với cái khác cửu giai đỉnh phong mà nói, chính là một cái cự đại đến không cách nào phỏng chế ưu thế. Trừ phi có một ngày Nam Tài Minh bản thân bị trọng thương liên đới lấy thể phách đều bị đánh nát hơn phân nữa. Nếu như xảy ra chuyện như vậy, Nam Tài Minh tại thương thế phục hồi như cũ về sau, đạo tổ cường độ thể phách mới có thể biến mất, bởi vì cân bằng biến mất, lúc trước chống đỡ lấy thể phách đạt tới đạo tổ cấp bậc thiên đạo, cũng đã không thuộc về hắn. Tại quy khư giới, không có tình huống đặc thù, thể phách cường độ chính là chỉ có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong. Cho dù là phi thường thích hợp luyện thể chủng tộc đặc tính, cuối cùng cũng chỉ có thể đem thể phách cường độ tăng lên tới đến gần vô hạn đạo tổ. Nhưng tiếp cận chung quy chỉ là tiếp cận, cùng chân chính bước vào cấp bậc kia, khác nhau phi thường lớn. Kỳ thật nếu như mỗi cái cửu giai đỉnh phong, đều có thể nắm giữ cường lực thiên đạo thời gian mấy năm, bọn hắn đều sẽ có được đạo tổ thể phách. Nhưng tình huống thực tế là, loại tình huống này không có một chút xíu phát sinh khả năng, bởi vì sinh linh đều là tự tư, rõ ràng đã trưởng khống chính đại thiên đạo một trong, chỗ nào khả năng tặng cho ngươi. Mà lại thật làm cho cho ngươi mấy năm, đoán chừng đối phương về sau cũng tuyệt đối sẽ không đem trong tay thiên đạo quyền hành trả lại. Nam Tài Minh mất đi không gian thiên đạo, vẫn như cũ là cường giả, nhưng Nam Tài Minh không tiếp thụ chuyện như vậy. Thường nhân từ sang thành kiệm cũng khó khăn, chớ nói chi là cao cao tại thượng đạo tổ. Nghe trọng lý nhìn xem Nam Tài Minh ánh mắt bên trong điên cuồng, trong lòng nhiều ít đoán được Nam Tài Minh có thể sẽ làm sự tình. Nghe trọng lý để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đã mất đi nhân quả thiên đạo, còn có thể không giữ vững tỉnh táo, đáp án là không thể, nghe trọng lý cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy kẻ này đem tự thân nhân quả, nghiệp lực dây dưa, toàn bộ ký thác đến tương lai. Nhưng thiên diễn bốn chính, không ngớt đạo đều không phải hoàng mỹ, thế gian này lại nơi nào có cái khác hoàng mỹ ứng đối. Nghe trọng lý ngẫm lại một chút nói. Nghe huynh quả thật còn có biện pháp, nam tài minh con mắt không khỏi hơi sáng lên. Phương pháp có, nhưng có thể hay không chính tìm ra đối phương chân thân, nghe nào đó bây giờ cũng không dám khẳng định, chỉ có thể nói có thể thử một lần nghe trọng lý không có đem lại nói chết dù sao cái này đem nhân quả nghiệp lực đặt ở mấy trăm năm sau thao tác quả thực kinh diễm đến nghe trọng lý thế gian này vạn vật cơ hồ tất cả mọi chuyện phát triển đều là liên tục nếu là liên tục hơi nhỏ phân một chút liền có thể trực tiếp phân chia ra bởi vì cùng quả quan hệ cho nên có thể nói thế gian này hết thảy tất cả đều tại nhân quả đại đạo ở trong nghe trọng lý trước đó trực tiếp thôi diễn vị kia cửu giai tin tức đây là nhất gọn gàng dứt khoát phương pháp nghe trọng lý từ khi trở thành nhân quả đạo tổ về sau tra tất cả mọi chuyện đều là dạng này gọn gàng dứt khoát lại không có một lần phạm sai lầm qua nhưng lần này nghe trọng lý không có đạt được mình muốn đáp án bất quá đó cũng không phải nói nghe trọng lý liền không có những biện pháp khác tiếp tục tìm kiếm cái kia đánh cắp không gian thiên đạo tạch tử thân phận không gian thiên đạo một thành quyền hành nghe trọng lý để ý cho nên nghe trọng lý quyết định đổi một loại phương pháp tựa như thời điểm chiến đấu cũng không phải là chỉ có chính diện công thành còn có cái khác quanh co phương thức nghe trọng lý vận dụng nhân quả thiên đạo tự nhiên cũng không có như vậy chết tấm trước kia là bởi vì không cần bây giờ cần thời điểm nghe trọng lý cũng có thể làm được lục soát kia tặc tử trực tiếp thân phận không thành kia lục soát bên người cái khác người tu hành tin tức dùng cái này trước vòng ra một cái phạm vi đến lúc đó muốn tìm độ khó liền xuống hàng một mảng lớn nghe trọng lý vận chuyển nhân quả thiên đạo hiển hiện tại nghe trọng lý cùng nam tài minh trước mặt vẫn như cũ là cái bóng mờ kia giữa song phương cách khoảng cách không có bất kỳ cái gì biến hóa vẫn là thấy không rõ bóng người khuôn mặt cùng khí tức nghe trọng lý ánh mắt ba động kết quả này ngược lại là tại nghe trọng lý trong dự liệu đối phương như là đã đem mình nghiệp lực dây dưa đặt ở mấy trăm năm về sau như vậy cùng dây dưa sâu như vậy bên người người tu hành tất nhiên cũng tại đối phương ẩn tàng phạm vi bên trong nghe trọng lý tay phải phất qua, từng tầng từng tầng gợn sóng tại lòng bàn tay vị trí khuếch tán ra. Bên người người tu hành không tra được, nghe trọng lý bắt đầu đem phạm vi bên ngoài khuếch trương. Khi tặc tử chỗ chủng tộc, cùng chủng tộc có gút mắt, đến cuối cùng thậm chí là gặp qua đối phương chỗ chủng tộc. Phạm vi không ngừng mở rộng, nghe trọng lý chỉ cần phát hiện định vị nhân quả không có đáp án, nghe trọng lý liền lập tức đổi một loại phương thức. Cùng nơi xa hư ảnh khoảng cách, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng nghe trọng lý trên mặt không tiếp tục lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc ngược lại trong ánh mắt hứng thú dạt dào quy khư giới bên trong có thể làm cho nghe trọng lý cảm thấy hứng thú sự tình đã vô cùng ít ỏi bằng không thì cũng không đến mức tương đạo trận thiết lập tại nơi này sẽ nguyện ý vì nam tài minh thôi diễn nhân quả vừa mới bắt đầu là ham không gian thiên đạo cho tới bây giờ nghe trọng lý thì là bị chuyện này hấp dẫn đồng thời một loại thật lâu không có xuất hiện qua cảm xúc tại nghe trọng lý đáy lòng nổi lên lòng háo thắng, nghe trọng lý cũng không biết bao lâu, mình không có tâm tư như vậy. Từ khi tu luyện tới cửu giai đỉnh phong, đồng thời vượt mọi chông gai thu hoạch được nhân quả thiên đạo, thành tựu nhân quả đạo tổ về sau, nghe trọng lý không còn có nổi lên qua lòng háo thắng. Trừ ra lực chi đạo tổ cùng vận mệnh đạo tổ, nghe trọng lý cùng bốn vị khác đạo tổ thực lực khó phân trên dưới, không có cái gì chia cao thấp. Về phần lực chi đạo tổ cùng vận mệnh đạo tổ, nghe trọng lý biết mình đánh không lại, nhưng là hai vị kia cũng vô pháp đối nghe Trọng lý tạo thành cái uy hiếp gì. Nhân quả thiên đạo đặc tính, quyết định nghe Trọng lý gần như không có khả năng bị giết chết. Nhân quả thiên đạo lại giao phó nghe Trọng lý, gần như không gì không biết đặc tính, chỉ cần nghe Trọng lý nguyện ý, thế gian này không có bao nhiêu sự tình có thể che giấu hắn. Cho dù là mấy vị kia đạo tổ sự tình, chỉ cần nghe Trọng lý nguyện ý, nghe Trọng lý cũng có thể dùng những phương pháp khác thôi diễn ra chỉ là nghe trọng lý cơ hồ sẽ không như vậy làm bởi vì thực dạng này thôi diễn cái khác đạo tổ sẽ có cảm giác này bằng với tự dưng cho mình dựng nên địch nhân cường đại chính là bởi vì những này đủ loại nghe trọng lý tâm thái trở nên lạnh nhạt trở nên không có chút rung động nào muốn bắt nam tài minh trong tay bộ phận không gian thiên đạo quyền hành cũng không phải nghe trọng lý đối không gian thiên đạo có bao nhiêu khát vọng thuần túy chính là nghe trọng lý cảm thấy dạng này cầm bộ phận không gian thiên đạo quyền hành về sau đối với mình xác thực sẽ tốt hơn nhưng giờ phút này, bởi vì chậm chạp tìm không ra đánh cấp không gian thiên đạo tạc tử, nghe trọng lý loại kia thăm dò dục vọng, bỗng chốc bị kích phát ra. Cái này thích thời điểm cho dù nam tài minh để hắn dừng lại, nghe trọng lý đoán chừng cũng sẽ không ngừng. Kỳ phùng địch thủ, tư ngộ lương tài, nghe trọng lý ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này đánh cấp không gian thiên đạo, đến cùng là người thế nào? Nam Tài Minh nhìn thấy nghe trọng lý ra sức như vậy tìm kiếm kia tặc tử, bực bội tâm cảnh hơi bình tĩnh một chút tối thiểu nghe trọng lý không có lừa gạt hắn cũng nguyện ý vì chuyện này như vậy ra sức cố gắng đến cuối cùng nghe trọng lý có thể tìm ra kia tặc tử thân phận nam tài minh thật là không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng là ai đánh cắp không gian của hắn thiên đạo nam tài minh ngoại trừ muốn đem cái này tặc tử chém thành muôn mảnh thần hồn thiêu đốt mấy chục vạn năm bên ngoài bản năng nam tài minh cảm thấy kia tặc tử trên thân hẳn là có một ít bí mật không gian thiên đạo sói mòn tốc độ quá nhanh nam tài minh không hề có lực hoàng thủ cái này không bình thường ngươi chính là thần hồn đặc tính cùng không gian thiên đạo lại tương hợp cũng sẽ không biểu hiện được như thế khoa trương quy khư giới trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua thần hồn đặc tính cùng chính đại thiên đạo tương hợp thiên kiêu bây giờ đạo tổ bên trong có mấy vị chính là như vậy tình huống nam tài minh tự thân thần hồn đặc tính kỳ thật liền cùng không gian thiên đạo cực kỳ tương hợp không phải lúc trước cũng vô pháp thắng nổi mấy vị khác đạo tổ đem không gian thiên đạo thu nhập trong lòng bàn tay nhưng là kia tặc tử cho thấy cướp đoạt không gian thiên đạo tốc độ là lúc trước nam tài minh mấy lần thậm chí nhiều hơn cái này quá không hợp hợp lẽ thường cũng quá mức cổ quái cho nên nam tài minh muốn tìm được kia tặc tử cố gắng sẽ có cái khác không giống kinh hỉ chờ đợi chính mình giờ phút này nghe trọng lý lục soát phạm vi đã khuếch trương đến phi thường khoa trương trình độ nghe trọng lý căn cứ trước đó nam tài minh giảng thuật đối phương lần thứ nhất xuất hiện tại không gian thiên đạo bên trong thời gian trực tiếp thôi diễn lúc ấy không có tu luyện thiên đạo người tu hành. Nghe trọng lý không có đem phạm vi cố ý quyển định tại cửu gia trí tôn cảnh bên trong, đã đối phương đã như thế không hợp với lẽ thường, khi dứt khoát đem tu vi hạn chế cũng mở ra. Chỉ cần có một chút manh mối, nghe trọng lý liền có thể thuận cái này manh mối, thông qua không ngừng thiết lập nhân quả điều kiện, đến tiến hành phạm vi lại xác định. Nghe trọng lý cùng nam tài minh chung quanh hư không cảnh tượng không ngừng biến hóa, vừa rồi cái bóng mờ kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chung quanh bắt đầu xuất hiện các loại người tu hành tin tức. Trừ ra mấy vị khác đạo tổ, tất cả bác giai trở lên người tu hành đều bao quát trong đó, bao quát những cái kia ngoại vực người tu hành. Đột nhiên, nghe trọng lý con mắt hơi sáng lên, hắn cảm giác được chung quanh hư không xuất hiện không giống biến hóa. Chi tiết này biến hóa cực kỳ nhỏ, nhưng ở trong mắt nghe trọng lý, lại là cực kỳ rõ ràng. Nghe trọng lý trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, tìm tòi lâu như vậy, rốt cục khóa chặt đến mình cần khoảng cách tìm ra kia tặc tử thân phận, còn có một đoạn khoảng cách, nhưng thuận cái này manh mối tìm xuống dưới, phạm vi tất nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ. So sánh nam tài minh cuối cùng đi trắng trợn dết chóc, nếu như có thể đem manh mối cố định đến mấy cái khu vực bên trong, nam tài minh cho dù cuối cùng vẫn là muốn dết, vậy cũng dết đến tương đối buông lỏng. Nghe trọng lý ngược lại không phải bởi vì Nam Tài Minh cân nhắc, mà là làm nhiều như vậy, này một thành không gian thiên đạo quyền hành nếu là từ trong tay chạy đi, nhiều ít vẫn là có vẻ hơi đáng tiếc phạm vi không ngừng thu nhỏ chung quanh hư không biến ảo tần suất còn lại không ngừng gia tốc nam tài minh nhìn xem hư không biến ảo cảnh tượng minh bạch nghe trọng lý đã tìm được phương hướng thần sắc bắt đầu trở nên có chút không giống nhau lắm nghe trọng lý hai tay vạch ra một đầu đường vòng cung nhân quả thiên đạo ở sau lưng hắn lúc ẩn lúc hiện đột nhiên một cổ không hiểu hồi hộp tại nghe trọng lý thần hồn bên trong chợt lóe lên nghe trọng lý cánh tay không khỏi có chút dừng lại ánh mắt lộ ra một tia khó tin nghe trọng lý ánh mắt ba động vừa định tiếp tục thôi diễn trước đó kia cổ hồi hộp lại một lần nữa tại nghe trọng lý thần hồn bên trong nổi lên giống như một loại tai họa ngập đầu lúc nào cũng có thể sẽ nện ở trên đỉnh đầu chính mình lần này nghe trọng lý biết mình không phải mới vừa xuất hiện ảo giác cái này tiếp tục thôi diễn kia tặc tử có liên quan tin tức vậy mà lại có họa sát thân bây giờ cái này quy khư giới bên trong ngay cả lực chi đạo tổ đều không giết được hắn thôi diễn kia tặc tử tin tức ngược lại sẽ có chết nguy hiểm Giết hắn nghe trọng lý lý do, đoán chừng cũng là bởi vì hôm nay đám này nam tài minh thôi diễn nhân, cho nên đưa đến tương lai ngã xuống quả, cho nên nhân quả thiên đạo vừa rồi bắt đầu cảnh báo. Các loại tạp niệm tại nghe trọng lý trong đầu chợt lóe lên, khi cướp đoạt không gian thiên đạo quyền hành tặc tử, tương lai dựa vào cái gì có thể giết hắn, bây giờ cướp đoạt cái không gian thiên đạo, khi tặc tử đều muốn lén lút, rất hiển nhiên thực lực kém xa bọn hắn, kết quả trong tương lai, đối phương liền có thể giết hắn, Nghe trọng lý ngẫm lại đến đối phương đem miệp lực dây dưa đặt ở mấy trăm năm về sau, cho nên tương lai có thể giết hắn nghe trọng lý, là bởi vì thời gian quy tắc, nghe. Huynh, phát sinh chuyện gì? Nam Tài Minh gặp nghe trọng lý đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nói. Vừa rồi thôi diễn đến hẳn là có chút thuận lợi, bây giờ đây là nơi nào lại xảy ra vấn đề? Gặp được cái vấn đề, ta cần trước hết nghĩ rõ ràng. Nghe trọng lý đáp lại nói nghe trọng lý xác thực phải suy nghĩ kỹ chuyện này dù sao nhân quả thiên đạo đều cảnh báo quá khứ đã định tương lai vô hạn quá khứ đã phát sinh sự tình đã không cách nào cải biến tối thiểu hiện tại quy khư giới bên trong không có bất kỳ người nào có thể thay đổi qua đi tương lai còn không có chân chính phát sinh lúc trước thiên cơ chưa hỗn loạn thời điểm dựa vào thời gian thứ cấp quy tắc tương lai có thể trông thấy vô số đầu thời gian tuyến những thời giờ này tuyến bên trên sự tình không giống nhau tương lai chỉ là có thể sẽ phát sinh mà không phải nhất định giờ phút này nhân quả thiên đạo dự cảnh cũng chỉ là khả năng mà không phải nhất định nhưng nghe trọng lý muốn vì nam tài minh đi mạo hiểm như vậy sao quy khư giới tương lai sẽ xuất hiện một cái có thể đem hắn giết chết tồn tại vậy có phải hay không có thể thừa dịp bây giờ đối phương còn chưa trưởng thành trực tiếp đem nó bóp chết nghe trọng lý không màng danh lợi là bởi vì hắn sẽ không chết cái khác đạo tổ có thể mạnh hơn hắn nhưng không thể có uy hiếp tính mạng hắn tồn tại nghe trọng lý ánh mắt không ngừng ba động, trong lòng không ngừng cân nhắc lấy ở trong khả năng nguy hiểm, chậm chạp không cách nào quyết định. Kia tặc tử tương lai khả năng trưởng khống thời gian quy tắc, vậy nếu như hiện tại tìm tới kia tặc tử, có phải hay không mình cũng có cơ hội trưởng khống thời gian quy tắc, nhưng nếu là hiện tại giết không chết đối phương, loại kia tương lai đối phương cánh chim đại thành, mình sợ là thật nguyên nhân quan trọng vì chuyện này, thân tử đạo tiêu, huyền linh vực, trần phỉ đầu đột nhiên nâng lên. Một loại cảm giác nguy cơ tại trần phỉ đáy lòng nổi lên, theo thời gian quy tắc tinh thể có chút rung động một bức tranh xuất hiện ở trong mắt trần phỉ nhân quả đạo tổ nghe trọng lý một mình đi vào huyền linh vực ra tay với trần phỉ không gian đạo tổ nam tài minh ngược lại chưa từng xuất hiện trong tấm hình nghe trọng lý nói một chút một chút lời nói chẳng qua hiện nay thiên cơ hỗn loạn hình tượng này bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra chỉ từ khẩu hình bên trên phán đoán hỏi hẳn là trần phỉ có quan hệ thời gian quy tắc sự tình thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, Trần Phỉ đem mình nhân quả nghiệp lực dây dưa, đặt ở mấy trăm năm về sau, tránh đi nghe trọng lý trực tiếp tìm kiếm. Thủ đoạn này tại bây giờ quy khư giới, cơ hồ không có chí tôn cảnh có thể làm được, cho dù là mấy vị kia cao cao tại thượng đạo tổ cũng là như thế. Nhưng tương tự, cũng làm cho nghe trọng lý một chút liên tưởng Trần Phỉ trên thân có được thời gian quy tắc bí mật. Tại đầu này thời gian tuyến bên trên, tương lai nghe trọng lý, vẫn là bắt được Trần Phỉ vị trí, vọt thẳng đến huyền linh vực đến, muốn đối Trần Phỉ cưỡng ép xuất thủ. Lấy đạo tổ chi lực, Trần Phỉ bây giờ cái này cửu giai trung kỳ tu vi, cùng châu chấu đá xe cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đương nhiên, đây chỉ là tương lai khả năng một đầu thời gian tuyến, chỉ là có xác suất phát sinh, mà cũng không phải là tương lai nhất định như thế. Nhưng vị này nhân quả đạo tổ, đối Trần Phỉ lên qua sát tâm, đây là khẳng định. Đối mặt thời gian quy tắc dụ hoặc, đoán chừng không có bất kỳ cái gì một cái chí tôn cảnh có thể nhận được không nói mấy vị kia cao cao tại thượng đạo tổ, chính là phổ thông chí tôn cảnh cũng giống như thế. Một khi nắm trong tay hoàn chỉnh thời gian quy tắc, có thể tự nhiên chui qua lại cùng tương lai. Vậy cái này quy khư giới bên trong, trưởng khống thời gian quy tắc chí tôn, sẽ là chân chính vô địch trạng thái. Lực chi đạo tổ công thành vô song, đang đối mặt địch phía dưới, mấy vị khác đạo tổ cũng không dám thử kỳ phong mang. Nhưng lực chi đạo tổ cũng không phải vừa ra đời, thực lực cứ như vậy mạnh, nếu như nắm trong tay thời gian quy tắc trực tiếp trở lại lực chi đạo tổ ra đời một khắc này trực tiếp đem nó bóp chết vậy cái này thế gian cũng không có lực chi đạo tổ vị cường giả này đây chính là thời gian quy tắc huyền diệu hoàn toàn không phải cái khác thiên đạo có thể so sánh với thử hỏi dạng này dụ hoặc cái nào chí tôn cái nào thích người tu hành có thể ngăn cản được trần phỉ nhìn trước mắt hình tượng ánh mắt có chút ba động tiếp lấy xoay chuyển tay phải của mình một đạo linh quang xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Trong tấm hình sự tình vô cùng có khả năng phát sinh, Trần Phỉ bây giờ đã cảm giác được, tự nhiên không có khả năng sự tình gì đều không đi làm, luôn luôn muốn làm ra đầy đủ ứng đối mới được. Trần Phỉ bây giờ tu vi chiến lực, đối mặt đạo tổ cấp bậc cường giả, xác thực không có sức phản kháng. Cửu giai đỉnh phong thể phách, cửu giai cực phẩm huyền vũ trận, những này đối những cái kia cửu giai cường giả tối đỉnh, còn có chút tác dụng, nhưng là đối mặt đạo tổ là hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần trốn chạy, lấy nhân quả thiên đạo đặc tính, nghe trọng lý có thể tùy ý nguyện xuất hiện tại quy khư giới bất kỳ chỗ nào, đây là so không gian thiên đạo còn muốn quá phận một loại đặc tính. Cho nên Trần Phỉ tại nghe trọng lý trước mặt, căn bản không có trốn khả năng, bây giờ này một thành không gian thiên đạo quyền hành, không được cái tác dụng gì. Đương nhiên bất kỳ cái gì một loại lực lượng sử dụng, đều là phải có đầy đủ lực lượng đi chèo chống mới được khu động nhân quả thiên đạo cái này đặc tính, cần tốn hao nghe trọng lý cực kỳ to lớn nguyên lực cùng thần hồn, là không cách nào trong thời gian ngắn liên tục sử dụng. Tiêu hao, xa so với không gian thiên đạo Na Di, còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Cho nên nhân quả đạo tổ chỉ là cơ hồ không cách nào bị giết chết, mà cũng không phải là thật bất tử bất diệt. Nhân quả đạo tổ nếu là đem mặt khác mấy vị đạo tổ toàn bộ đắc tội, kia cuối cùng vẫn là muốn chết. Mặt khác mấy loại thiên đạo, cũng là tình huống giống nhau tựa như Trần Phỉ thời gian quy tắc tinh thể, so đơn nhất thời gian thứ cấp quy tắc lợi hại, nhưng muốn để Trần Phỉ trước mắt đi định trụ một cái đạo tổ, cái kia tiêu hao, sẽ đem chính Trần Phỉ dành thời gian. Tu vi cảnh giới trên lệch càng nhiều, thực lực của đối thủ càng mạnh, kịch liệt phản kháng liền sẽ để ngươi sử dụng chiêu thức tiêu hao điên cuồng tăng trưởng. Cơ sở lực lượng không sánh bằng, thời gian quy tắc không có tác dụng, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ kết cục. Bất quá cũng chỉ là cơ hồ, trần phỉ trên người bản, chính là một cái hoàn toàn không tại lẽ thường bên trong một loại lực lượng. Đối mặt đạo tổ loại này cấp bậc cường giả, cũng chỉ có bản còn có thể cứu Trần Phỉ một mạng. Giờ phút này Trần Phỉ trong lòng bàn tay linh quang, là lúc trước tại Sơn Hải cảnh thời điểm, Trần Phỉ lựa chọn một hạng thiên phú, thần hữu phục sinh. Một khi Trần Phỉ bị chém vết, mà lại là loại kia ngay cả hạt nhỏ đều không buông tha xóa bỏ, cái này thần hữu phục sinh thiên phú liền sẽ khởi động. Lúc trước Trần Phỉ đem cái này thiên phú linh quang ký thác vào giữa hư không, chỉ là theo thời gian trôi qua, một mực chưa từng xuất hiện để Trần Phỉ thân tử đạo tiêu nguy cơ. Đối mặt nhân quả đạo tổ dạng này cường giả, Trần Phỉ nếu là thật bị chém giết, cái này thần hữu phục sinh linh quang cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát nhân quả đạo tổ định vị. Bây giờ quy khư giới bên trong, thiên cơ hỗn loạn tình huống dưới, cũng chỉ có nhân quả đạo tổ cùng vận mệnh đạo tổ, còn có thể căn cứ đối thủ tin tức, đem nó tất cả chuẩn bị ở sau đều suy tính ra cho nên Trần Phỉ tiếp tục đem cái này thần hữu phục sinh linh quan ký thác vào hư không, không giải quyết được vấn đề gì, nhất định phải đem đạo này phục sinh linh quan, đặt ở càng thêm an toàn địa phương. Tỷ như, ô không gian, ô không gian thuộc về bản, nếu như nói quy khư giới bên trong có cái gì nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành sự vật, Khi đoán chừng chính là Trần Phỉ bản, cùng bản bổ sung ô không gian. Trần Phỉ muốn đem phục sinh linh quan đặt ở ô không gian bên trong, một khi Trần Phỉ thật bị xóa bỏ, Ô không gian bên trong phục sinh linh quang cũng sẽ không bị suy tính ra. Bất quá cái này ở trong có một vấn đề, đó chính là ô không gian bên trong thời gian là hoàn toàn đình trệ trạng thái. Nói cách khác, đặt ở trong đồ vật là không suy nghĩ gì. Cho nên Trần Phỉ nhất định phải cho mình phục sinh linh quang, hay là ô không gian hạ đạt một cái bản thân mệnh lệnh, tỉ như tại 100 năm sau, bản thân khôi phục, hay là ô không gian chủ động đem phục sinh linh quang thả ra. Hai loại phương pháp đồng thời sử dụng đến lúc đó bất luận một loại nào có hiệu quả trần phỉ đều có thể tại trăm năm về sau lại xuất hiện cường giả đều là tự phụ đây là quanh năm suốt tháng dưới thực lực cường đại mang cho bọn hắn một loại tâm lý tự tin một khi nhân quả đạo tổ thật đem trần phỉ xóa bỏ lập tức tính ra trần phỉ đã thân tử đạo tiêu nhân quả đạo tổ căn bản liền sẽ không trăm năm thời gian bên trong một mực thôi diễn trần phỉ đến cùng có chết hay không phục sinh hạt nhỏ tại không gian cách bên trong cũng căn bản không thể nào thôi diễn tại quy khư giới bên trong trần phỉ chính là tính làm thân tử đạo tiêu từ đây thế gian lại không nhân vật này trần phỉ đem ô không gian bên trong vừa mới để vào một thức sát chiêu lấy ra mặc kệ tiêu tán chuyện thế gian chính là như vậy phía trước còn làm lấy các loại chuẩn bị kết quả ngay cả nửa ngày thời gian đều không có đi qua một chút lại phát sinh cải biến trần phỉ đối ô không gian cùng phục sinh linh quang ra lệnh tiếp lấy đem phục sinh linh quang đưa vào ô không gian bên trong quy khư giới cô chiếu đảo. Nam Tài Minh nhìn xem nghe trọng lý, nhớ mày, Nam Tài Minh cảm thấy nghe trọng lý khẳng định là phát hiện cái kia tặc tử một chút tình huống, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác không tiếp tục thôi diễn. Nam Tài Minh vốn là chậm rãi tâm bình tĩnh cảnh, theo nghe trọng lý dừng lại, một chút lại nổi lên gợn sóng. Nam Tài Minh hít sâu một hơi, cho dù trong lòng lại sốt ruột, Nam Tài Minh giờ phút này cũng phải nhịn nhẫn nại. Nghe trọng lý cảm giác được Nam Tài Minh ánh mắt, nhưng nghe trọng lý không có phản ứng hắn giờ phút này vẫn còn đang suy tư đến cùng muốn hay không tiếp tục thôi diễn vì một thành không gian thiên đạo quyền hành vậy khẳng định là không đáng vì thời gian quy tắc vậy liền đáng giá nhưng cần vì thế đánh cược khả năng nguy hiểm đến tính mạng đột nhiên một đạo hồi hộp tại nghe trọng lý thần hồn bên trong kịch liệt nổi lên so sánh vừa rồi hồi hộp cảm giác thời khắc này hồi hộp muốn càng thêm kịch liệt đây mới thực là hẳn phải chết dấu hiệu nghe trọng lý phản phất nhìn thấy mình thân tử đạo tiêu tràn cảnh. Rõ ràng như thế, lại là chân thực như thế. Cảm giác cổ này hồi hộp, nghe trọng lý tâm cảnh bắt đầu kịch liệt rung động. Bất quá không đợi nghe trọng lý ngẫm lại minh bạch, vì sao lại nổi lên loại này hồi hộp cảm giác thời điểm, đạo này hồi hộp chỉ nổi lên một cái chớp mắt, tiếp lấy lại một chút biến mất không thấy gì nữa. Nghe trọng lý ngẩng đầu nhìn trong hư không nhân quả thiên đạo, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cổ này hồi hộp từ đâu mà đến, vì sao lại có rõ ràng như vậy hoảng sợ, phản phất sau một khắc sẽ chết đi. Là cái kia đánh cắp không gian thiên đạo tạch tử. Nhưng là rõ ràng còn không có tiếp tục thôi diễn, làm sao lại nổi lên dạng này hồi hộp cảm giác. Mà lại vì sao loại này hồi hộp cảm giác chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, tiếp lấy lại biến mất không thấy, nghe trọng lý lông mày chăm chú nhăn lại, muốn nhằm vào cái này hồi hộp cảm giác thôi diễn, lại phát hiện cái gì đều thôi diễn không ra, phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia, chỉ là nghe trọng lý ảo giác nhưng đến nghe trọng lý tu vi như vậy cảnh giới từ đâu tới ảo giác tất cả cảm giác đều là thật sự không có hư ảo nghe trọng lý ánh mắt từ trong hư không nhân quả thiên đạo bên trên thu hồi tiếp lấy nhìn về phía nam tài minh nam tài minh đồng dạng nhìn xem nghe trọng lý nam tài minh biết nghe trọng lý có chuyện tự nhủ nam huynh thật có lỗi nghe nào đó đã hết sức nhưng vẫn như của tìm không ra kia tặc tử hạ lạc nghe trọng lý trầm giọng nói nghe trọng lý từ bỏ mặc dù có thời gian quy tắc dụ hoặc nghe trọng lý cuối cùng vẫn quyết định không còn tiếp tục thôi diễn nguyên nhân rất đơn giản nghe trọng lý có chút sợ thân là đạo tổ nhân quả thiên đạo không có mất đi tình huống dưới nghe trọng lý sinh ra sợ hãi cảm xúc nếu như không có vừa rồi cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất hồi hộp cảm giác nghe trọng lý còn sẽ không như thế nào dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm thân là người tu hành có cơ hội tiến thêm một bước gặp nguy hiểm cũng không phải là cái đại sự gì nhưng vừa rồi kia cổ hồi hộp cảm giác quá cường liệt trực tiếp để nghe trọng lý có một loại trực diện cảm giác tử vong rất hiển nhiên đó là chân chính hẳn phải chết không nghi ngờ vì tiến thêm một bước đi mạo hiểm có thể lý giải nhưng biết rõ chết khả năng càng lớn còn đi mạo hiểm kia không khỏi quá mức vô trí một chút cái kia đánh cắp không gian thiên đạo tặc tử quá mức tà tính lại tà tính đến làm cho nghe trọng lý ngẫm lại không rõ chỉ là bộ phận thời gian quy tắc cũng không về phần như thế nói cách khác người tu hành kia trên thân còn có hắn không biết chí bảo ở trên người nghe trọng lý lòng có tham niệm nhưng vẫn là sinh linh bản năng sinh tồn chiến thắng tham niệm nghe huynh ngươi vừa rồi rõ ràng đã tìm tới đầu mối nam tài minh ngưng tiếng nói nam huynh ngươi nhìn lầm Nghe trọng lý bình tĩnh lắc đầu. Đã quyết định không còn lẫn vào chuyện này, khi nghe trọng lý thái độ tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Nghe trọng lý tay phải có chút đẩy, vừa mới tại trong tay áo một thành không gian thiên đạo quyền hành, lần nữa tới đến Nam Tài Minh trước mặt. Nam Tài Minh nhìn chầm chầm nghe trọng lý, Nam Tài Minh cảm giác được, nghe trọng lý đang nói láo, nhưng hết lần này tới lần khác Nam Tài Minh không làm được những chuyện khác. Song Phương đều là đạo tổ, ngày bình thường vốn là người này cũng không thể làm gì được người kia bây giờ nam tài minh bởi vì không gian thiên đạo quyền hành hạ xuống thực lực còn không bằng lúc bình thường nói cách khác bây giờ song phương nếu là phát sinh tranh chấp nam tài minh đoán chừng còn muốn rơi vào hạ phong mà lại cho dù có thể chiếm thượng phong kia lại có thể thế nào vẫn là giải không được nam tài minh bây giờ khốn cục thậm chí theo thời gian trôi qua nam tài minh thực lực sẽ trở nên càng ngày càng yếu đến lúc đó hôm nay tranh chấp lại biến thành về sau chém giết một cái lý do. Nghe huynh vất vả, những này xem như nam mổ một chút tâm ý, hy vọng nghe huynh không muốn chối từ. Nam tài minh đối nghe trọng lý chấp tay xuống, lưu lại một đống thiên tài địa bảo về sau, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nghe trọng lý nhìn xem trước mặt rất nhiều cửu giai thực phẩm linh tài, suy nghĩ một chút, đem những này linh tài thu nhập trong tay áo. Nam Tài Minh sau cùng ý tứ rất rõ ràng, chính là hy vọng nghe trọng lý không muốn đem chuyện hôm nay khắp nơi nói lung tung một khi ngoại giới truyền ra nam tài minh không gian thiên đạo xảy ra vấn đề kia nhất định là nghe trọng lý sai nghe trọng lý giờ phút này nhận lấy nam tài minh cho thiên tài địa bảo chính là nói cho nam tài minh chuyện này hắn sẽ thủ khẩu như bình hoặc là nói nghe trọng lý một chút đều không muốn lại tham dự vào trong đó theo nghe trọng lý nam tài minh mất đi không gian thiên đạo chuyện này đã là một loại tất nhiên cái kia đánh cắp không gian thiên đạo người tu hành, quá mức tà tính, không nói trước Nam Tài Minh tìm không thấy vị kia người tu hành, cho dù tìm được, cuối cùng đoán chừng cũng không thể tránh được. Trình độ nào đó, đây chính là một loại mệnh, mệnh, nghĩ tới chỗ này, nghe trọng lý đột nhiên có chút buồn cười, để một cái đạo tổ đi tin số mệnh. Không nói đạo tổ, cho dù là trí tôn cảnh, thờ phụng đều là mệnh ta do ta không do trời, dựa vào tự thân lực lượng, đi cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh làm quy khư giới đỉnh đạo tổ, càng sẽ không có cái gì lực lượng, có thể bao trùm tại bọn hắn phía trên, để bọn hắn không thể làm gì. Nhưng là hết lần này tới lần khác, chuyện này liền muốn phát sinh ở Nam Tài Minh trên thân. Nghe trọng lý lắc đầu, quay người biến mất tại trong giữa không trung. Rời đi cô chiếu đảo Nam Tài Minh, thần sắc âm trầm đến cực hạn. Giờ phút này bày ở Nam Tài Minh đường chỉ còn hai đầu, một thích là đi tìm vận mệnh đạo tổ, xem hắn có thể hay không thay nam tài minh tìm ra cái kia tặc tử nhưng vận mệnh đạo tổ khẩu vị xa so với nghe trọng lý phải lớn hơn nhiều đến lúc đó khả năng người thứ nhất giết nam tài minh liền sẽ là vận mệnh đạo tổ vận mệnh đạo tổ có thể sẽ không lập tức liền động thủ dù sao nam tài minh mất đi không gian thiên đạo quyền hành chỉ là một thành vận mệnh đạo tổ vẫn không giết được nam tài minh nhưng theo về sau nam tài minh mất đi không gian thiên đạo càng ngày càng nhiều vận mệnh đạo tổ liền nhất định sẽ xuất thủ cho nên tìm vận mệnh đạo tổ đi thôi diễn không khác uống rượu độc giải khác thậm chí càng thêm nghiêm trọng con đường này đi không thông kia tại nam tài minh trước mặt chỉ còn một đầu con đường duy nhất dết tất cả hoài nghi cửu giai trí tôn cảnh toàn bộ dết chết dất tới cuối cùng khóa chặt kia tặc tử vị trí phương pháp này tràn đầy sự không chắc chắn mà lại hiểm trở rất nhiều khả năng chấp hành đến một nửa liền bị toàn bộ quy khư giới trí tôn cảnh cừ thị thậm chí là vây công một cái tùy ý giết người tên điên đã đầy đủ đáng sợ, nếu là cái tên điên này thực lực còn mạnh phi thường, mạnh đến căn bản không có mấy người nhưng chế trình độ, kia tất nhiên sẽ gây nên tuyệt đại bộ phận lực lượng đối kháng. Bởi vì những cái kia chí tôn cảnh muốn tự vệ, bọn hắn cũng không biết lúc nào sẽ bị Nam Tài Minh giết chết. Một lát sau, Nam Tài Minh trở lại đạo trường của mình, đưa tới mình nhất tộc cửu giai chí tôn cảnh. Đem đáng giá hoài nghi chí tôn cảnh danh sách cho ta. Nam Tài Minh nhìn phía dưới, trầm giọng nói huyền linh vực càng khôn thành tại trần phỉ đem phục sinh linh quan để vào ô không gian về sau tương lai thời gian tuyến phát sinh biến hóa nghe trọng lý không tiếp tục xuất hiện nam tài minh cũng không có trận này khả năng nguy cơ cứ như vậy tiêu tán thành vô hình dung hợp phát hiện mới công pháp huyền vũ kiếm quyết trần phỉ đem huyền vũ nguyên quyết cùng thiết kiếm nước quyết dung hợp lẫn nhau thành tựu một môn công pháp mới công pháp độ thuần thục từ trước đó đại viên mãn cảnh thối lui đến viên mãn cảnh hơn 8 phần 10 vị trí. Từ độ thuần thục bên trên nhìn, công pháp cấp độ vẫn là có tăng lên, miễn cưỡng để công pháp cấp độ từ mới vào cửu giai cực phẩm, đến cửu giai cực phẩm phổ thông vị trí. Đối với Trần Phỉ mà nói, có tăng lên chính là tiến bộ. Đơn giản hóa, huyền vũ kiếm quyết đơn giản hóa bên trong. Đơn giản hóa thành công. Huyền vũ kiếm quyết huyền vũ nguyên quyết, Trần Phỉ khoanh chân tại trong đại điện, đem tùy băng thanh linh túy xuất ra, tiếp lấy đem nó bóp nát, nồng đậm linh cơ bao phủ Trần Phỉ. Chung quy vẫn là thực lực không đủ, đối mặt đạo tổ uy hiếp, Trần Phỉ mới cần dạng này ẩn tàng. Nếu như Trần Phỉ giờ phút này có được cửu giai đỉnh phong tu vi, Long Tượng Quy Khư cũng ở vào đại viên mãn cảnh. Đến lúc đó, hẳn là mặt khác một phen tràn diện. Đem đáy lòng tạp niệm đè xuống, hải lượng cảm mộ xuất hiện tại Trần Phỉ ngay trong thức hải. Long Tượng Quy Khư, Huyền Vũ kiếm quyết, Sương Chi Thiên Đạo, trần phỉ giờ phút này đem ba cái tu luyện vị cho bọn chúng huyền vũ kiếm quyết là mới công pháp lại chỉ kém một bộ phận liền có thể đạt đến đại viên mãn cảnh vậy khẳng định là muốn tu luyện thời gian thứ cấp quy tắc quá khứ hiện tại tương lai đều đã ngưng tụ hoàn thành trần phỉ cũng không biết loại thứ tư thời gian thứ cấp quy tắc là cái gì tự nhiên không thể nào tu luyện huyền vũ kiếm quyết hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh đến lúc đó trần phỉ có thể đem tu luyện vị cho mới thiên đạo mới thiên đạo trần phỉ đã chọn tốt tể chi thiên đạo tể chi thiên đạo đây cũng là một loại không có chí tôn cảnh hỏi thăm thiên đạo trần phỉ cũng là không thế nào quan tâm có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên liền tốt bây giờ trần phỉ thần hồn bên trong ngoại trừ ba loại hoàn chỉnh thiên đạo còn có một cái chưa hoàn thành không gian thiên đạo còn lại chính là sương chi thiên đạo cùng tể chi thiên đạo nếu như không phải cảnh giới đột phá để thần hồn thuế biến trần phỉ là không cách nào dạng này đồng thời tu luyện hai loại thiên đạo bất quá theo thần hồn bên trong thiên đạo số lượng gia tăng mỗi tu luyện một loại mới thiên đạo loại kia thiên đạo ở giữa tương hổ bài xích cảm giác liền trở nên càng rõ ràng quy khư giới bên trong cửu gia sơ kỳ chí tôn cảnh là nhiều nhất cửu giai trung kỳ cùng cửu giai hậu kỳ chí tôn cảnh số lượng liền thiếu đi một mảng lớn cửu giai đỉnh phong tự nhiên càng là như vậy đều là lĩnh ngộ thiên đạo cửu gia sơ kỳ có thể lĩnh ngộ làm sao đến đằng sau càng ngày càng khó lấy lĩnh ngộ dẫn đến cảnh giới đều không thể đột phá đây chính là tự thân cực hạn, cùng thiên đạo ở giữa bài xích gây nên. Liền cùng người bình thường phụ trọng, không phụ trọng thời điểm bước đi như bay chờ đằng sau trên bờ vai bao cát biến nhiều, đi được càng ngày càng chậm, thậm chí cuối cùng không cách nào động đậy. Trần phỉ giờ khắc này ở linh cơ kích thích dưới, suy một ra ba, bản cho ra cảm ngộ, tự nhiên vẫn là trước sau như một ổn định, nhưng chính trần phỉ suy một ra ba hiệu suất liền lớn thụ ảnh hưởng. Ngay tiếp theo, trần phỉ nắm giữ thiên đạo quyền hành tốc độ tự nhiên cũng liền trở nên chậm chỉ có đối công pháp lĩnh hội coi như bình thường nhưng long tượng quy khư loại này vô song pháp quyết tu luyện độ khó có thể nghĩ càng đi về phía sau cũng là càng khó lấy lĩnh hội đây là công pháp tự thân tốc độ quyết định cũng không phải nhận nguyên nhân khác ảnh hưởng mấy chục giây về sau linh túy lực lượng hao hết huyền quan hạt nhỏ rơi vào trước mặt nguyên tinh linh tài bên trên vốn là hạ xuống linh cơ lần nữa tăng lên Rống tại mặt đất nguyên tinh linh tài tiêu hao hai thành thời điểm một tiếng hoang cổ như cự thú tiếng gào thét trong điện vang lên huyền vũ hư ảnh sau lưng trần phỉ hiển hiện huyền vũ kiếm quyết bước vào đại viên mãn cảnh trần phỉ chính diện công thành trình độ tăng lên một đoạn cái này huyền vũ hư ảnh trước đó tùy băng thanh có thi triển qua đương nhiên tùy băng thanh không phải huyền vũ mà là thiết kiếm nước ý đặc tính là có thể thôn vệ công kích của đối thủ đồng thời còn có thể cho mình sử dụng về điểm này lúc trước trấn thương khung kỳ thật vẫn luôn có dạng này đặc tính. Trần Phỉ Năm đó dựa vào trấn thương khung cái này đặc tính, không biết đánh nhiều ít người tu hành một trở tay không kịp. Vạn Pháp Quy Tông, cường đại công pháp đặc tính kỳ thật cứ như vậy mấy loại, rất nhiều người tu hành đều đang nghĩ biện pháp để cho mình công pháp, có thể đạt tới một loại trong đó đặc tính. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, tình huống thực tế là rất khó. Đê giai người tu hành, muốn đậu chuyển tinh di, lấy đạo của người trả lại cho người, tối thiểu còn chỉ là kình lực, càng về sau luyện thiếu cảnh nguyên lực, nhật nguyệt cảnh thần thông, dung đạo cảnh quy tắc, cùng bây giờ thiên đạo lực lượng. mọi người có lực lượng cấp độ không ngừng đề cao, người muốn thông vệ xong đối thủ công kích, lại đều trả lại, độ khó có thể nghĩ. trấn thương khung đến cửu giai về sau đã đã mất đi cái này đặc tính, biến thành phổ thông cửu giai công pháp. đương nhiên, cái này cùng nguyên tộc còn chưa kịp đem trấn thương khung hoàn thiện có quan hệ, là thời gian không cho nguyên tộc mà không phải nguyên tộc thiên tư không đủ. Trước mắt huyền vũ kiếm quyết cái này huyền vũ kiếm ý, dung hợp thiết kiếm nước trúng ý ưu điểm, tiếp lấy dung hợp huyền vũ đặc tính mà thành. Thông phệ hạng mức cao nhất miễn cưỡng có thể đạt tới mới vào cửu giai đỉnh phong tiêu chuẩn, lại hơi mạnh hơn một chút, cái này huyền vũ kiếm ý sẽ sụp đổ. Cái này đã so trước đó tùy băng thanh mạnh không ít, lúc ấy tùy băng thanh thiết kiếm nước ý ngay cả nuốt trước hồn liệt diễm đều sẽ sụp đổ. Theo Trần Phỉ về sau tu vi tăng lên, huyền vũ kiếm ý uy lực cũng sẽ tăng cường nói cho cùng công pháp chính là một cái máy khuếch đại mấu chốt vẫn là nhìn tự thân cơ sở tu vi cảnh giới là dạng gì nếu như trần phỉ hiện tại chỉ là cửu giai sơ kỳ đồng dạng huyền vũ kiếm ý tối cao chỉ có thể thôn phệ cửu giai hậu kỳ công kích huyền vũ kiếm quyết tu luyện hoàn thành trần phỉ đem trống đi tu luyện vị cho tể chi thiên đạo kết quả vốn là tu luyện chậm chạp sương chi thiên đạo tại tể chi thiên đạo gia nhập về sau lĩnh hội tốc độ một chút lại giảm xuống không ít. Bất quá bất kể như thế nào, đồng thời lĩnh hội hai loại thiên đạo, cũng so tu luyện đơn nhất thiên đạo có lời được nhiều, đặc biệt là Trần Phỉ đã không có những công pháp khác cần tu luyện tình huống dưới, càng là như vậy. Quy khư giới, nhạn đảng nhai Tại Trần Phỉ xử lý tốt nhân quả đạo tổ sự tình, đồng thời đang nhanh chóng lúc tu luyện, hổ tộc rốt cuộc đã đợi được đối huyền linh vực điều tra kết quả. Khởi bẩm chư vị trí tôn, theo thiên ba vực mai tộc cùng sinh tộc hồi báo, hôm nay huyền linh vực bên trong nghi có thiên kiếp ba động hổ tộc chấp sự không người đem trong tay ngọc giản đưa ra thiên kiếp nghe được chấp sự vì tung chuẩn mấy cái nhìn nhau một chút đều là hơi kinh ngạc toàn bộ huyền linh vực hẳn là liền một cái cửu giai cũng chính là nhân tộc vị kia nhưng là từ trước đó đạt được trên tư liệu nhìn đối phương từ bát giai đột phá đến cửu giai sơ kỳ tính toán đâu ra đấy mới thời gian một năm mà thôi vì tung chuẩn đưa tay tiếp nhận ngọc giảng phân ra một đạo tâm thần thăm dò vào, một lát sau, tùy tung chuẩn đem ngọc giảng đưa cho hổ tộc cái khác ba vị cửu giai hậu kỳ. Trong ngọc giảng nội dung cũng không nhiều, chỉ là càng thêm kỹ càng nói rõ mai tộc cùng sinh tộc là như thế nào điều tra huyền linh vực, đồng thời từ chỗ nào chút vết tích đánh giá ra huyền linh vực có thiên kiếp xuất hiện qua. Về phần thiên kiếp là ai dẫn tới, là kia thích nhân tộc Trần Phỉ, vẫn là cái khác chí tôn cảnh, không thể nào biết được. Thiên ba vực mai tộc cùng sinh tộc, đối với điều tra huyền linh vực, vẫn có chút để bụng. Cũng không phải Mai tộc cùng sinh tộc đối Huyền Linh vực có ý nghĩ gì, thuần túy chính là hổ tộc thực lực quá mạnh, bọn hắn không dụng tâm, có thể sẽ bị hổ tộc diệt đi. Lúc nào cũng có thể bị ma diệt, Mai tộc cùng sinh tộc nghĩ không dụng tâm đều không được. Ngọc giảng rất nhanh truyền đến Thường Nạp Hải trong tay, Thường Nạp Hải dùng mười mấy hơi thở thời gian xem hết trong chiếc thẻ ngọc nội dung, nhíu mày. Bởi vì không xác định vết tùy băng thanh, đến cùng phải hay không nhân tộc vị kia cho nên để mai tộc cùng sinh tộc đi điều tra thời điểm, lấy ẩn nấp làm chủ, phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Đã muốn ẩn nấp, vậy dĩ nhiên càng không thành trong phạm vi trăm vạn dặm, tốt nhất cũng không cần tới gần. Cho dù muốn tiếp cận, cũng là nhiều nhất để cửu giai phía dưới người tu hành tiến về. Loại này an bài, tính bí mật là có, nhưng là có thể điều tra đến tin tức tự nhiên cũng liền trở nên cực kỳ có hạn. Chủ yếu vẫn là hổ tộc trong lòng có kiên kỵ, lo lắng giết tùy băng thanh chí tôn cảnh thực lực quá mạnh, bọn hắn nếu là đuổi sát không buông điều tra, có thể sẽ trực tiếp gây nên vị cường giả kia phản chế. Hổ tộc bị giết một cái cửu giai hậu kỳ, không có cam lòng, lại cân nhắc quá nhiều, biến thành bây giờ loại này tiến thoái lưỡng nan tình huống. Tiếp tục dùng phương thức như vậy điều tra, cuối cùng cái gì hữu dụng tình huống đều không lục ra được. Thường nạp hải đem trong tay ngọc giản buông xuống, nhìn về phía tùy tung chuẩn bốn cái cửu giai hậu kỳ. Khi thường huynh cảm thấy, chúng ta bây giờ nên như thế nào, chết dù sao cũng là hổ tộc cường giả, muốn nói tùy tung chuẩn bọn hắn trực tiếp đem chuyện này nhẹ nhõm buông xuống, vậy dĩ nhiên là khó mà làm được sự tình. Chúng ta bây giờ lo lắng, đơn giản chính là cái kia hung thủ thực lực đạt đến cửu giai đỉnh phong, hoặc là chúng ta có thể mời được một vị cửu giai cường giả tối đỉnh tiến về huyền linh vực, hoặc là liền cần một kiện có thể giấu giếm được cửu giai cường giả tối đỉnh bảo vật. Thường nạp hải trầm giọng nói. Tùy tung chuẩn bốn cái nhẹ gật đầu, tán đồng thường nạp hải nói câu nói này. Bất quá thường nạp hải nói hai loại phương pháp, đối với hổ tộc mà nói, đều là khó mà làm được. Hổ tộc ngược lại là nhận biết mấy vị cửu giai cường giả tối đỉnh, nhưng lấy cái gì điều kiện, đi để những cái kia cửu giai cường giả tối đỉnh vì bọn họ hổ tộc đi một chuyến, chính là một cái vấn đề thật lớn. Mà lại những cái kia cửu giai cường giả tối đỉnh đều tin không rất, biết vì hổ tộc đi một chuyến, có thể sẽ đắc tội cùng giai cường giả, hoặc là cuối cùng công phu sư tử ngoạm, hoặc là chính là qua loa cho xong. Vô luận là loại kia, hiển nhiên đều không phải là hổ tộc nguyện ý nhìn thấy. Về phần có thể giấu giếm được cửu giai cường giả tối đỉnh bảo vật, cũng đã được nghe nói như vậy mấy món, nhưng này chút cường giả không có khả năng đem loại bảo vật này mượn bên ngoài. Tùy Tung chuẩn bốn cái nhìn xem Thường Nạp Hải, biết Thường Nạp Hải khẳng định còn chưa nói xong. Chư vị còn nhớ đến Châm Ngôn Sơn, Thường Nạp Hải cười nói. Châm Ngôn Sơn các ngươi liễu tộc năm đó đem châm ngôn sơn mang theo bên người vì tung chuẩn bốn cái đều là ngoài ý muốn nhìn xem thường nạp hải cái gọi là châm ngôn sơn năm đó là hổ tộc liễu tộc chỗ vị diện một tòa rất có truyền kỳ đặc sắc dãy núi vừa mới bắt đầu tòa này châm ngôn sơn chỉ là một tòa phổ thông dãy núi đã không cao giai thiên tài địa bảo cũng không có cường đại người tu hành ở trên núi tu hành chỉ là một ngày một cái không chỗ kêu oan có thủ ức hiếp người tu hành đi vào ngọn núi này đem mình oan khuất điêu khắc ở dãy núi bên trên tiếp lấy đụng đầu vào trên vách núi đá cuối cùng thân tử đạo tiêu cũng không biết là cái này châm ngôn sơn tự thân ẩn chứa tính chất đặc thù vẫn là thiên địa vận chuyển chiếu cố tòa này châm ngôn sơn từ nay về sau thường xuyên hữu thụ tận oan khuất người tu hành tới đây trên núi tự vận mà chết dần già tòa này châm ngôn sơn trở nên càng thêm thần dị thậm chí về sau tên tuổi đều truyền khắp toàn bộ vị diện liễu tộc làm lúc ấy vị diện mạnh nhất chủng tộc một trong cưỡng ép đem tòa này châm ngôn sơn lấy đi tiếp lấy phát hiện cái này châm ngôn sơn ngoại trừ hấp dẫn những cái kia hà hoa người tu hành bên ngoài còn có thể lấy lớn đại giới cách không suy tính cái khác người tu hành tòa này châm ngôn sơn giữa bất tri bất giác thành một kiện không thua tiên thiên huyền bảo chí bảo mang ra ngoài bất quá liền cùng cái khác tiên thiên huyền bảo uy năng giảm nhiều nếu như muốn dùng châm ngôn sơn suy tính chư vị chẳng những tốn hao đại giới càng lớn mà lại hiệu quả cũng không nhất định có thể đạt tới yêu cầu thường nạp hải gật đầu nói. Tất cả rời đi trước kia vị diện tiên thiên huyền bảo, bởi vì đã mất đi cùng trước kia vị diện cộng minh, uy năng toàn bộ trượt. Cái này châm ngôn sơ mặc dù không phải tiên thiên huyền bảo, nhưng bởi vì đặc thù thành hình quá trình, cuối cùng cũng không thể trốn qua uy năng giảm nhiều sự thật. Hoa chúc nguyên tinh, dù sao cũng so mù quán vọt thẳng quá khứ đến hay lắm. Tùy tung chuẩn trầm giọng nói, cái khác ba cái hổ tộc cửu giai hậu kỳ đều là nhẹ gật đầu. Nếu như thế, chư vị liền cùng ta cùng đi một chuyến cửu khúc đảo. Thường nạp hải đứng dậy, quay người bay ra nhạn đảng nhai. Thân là liễu tộc cảnh giới mạnh nhất mấy vị trí tôn, thường nạp hải nói muốn mượn ra châm ngôn sơn, liễu tộc cái khác cửu giai hậu kỳ đương nhiên sẽ không cố ý phản đối. Lại hổ tộc cùng liễu tộc là minh hữu, một khi hổ tộc tao ngộ cái gì lớn biến cố, đối liễu tộc cũng là có hại vô lợi. Một lát sau, tùy tung trưởng bốn cái đi theo thường nạp hải đi vào cửu khúc đảo, liễu tộc cái khác năm vị cửu giai hậu kỳ đồng đều đã nhận được tin tức ở giữa không trung chờ liễu tộc cũng hiểu biết tùy tung chuẩn tâm tình của bọn hắn cho nên song phương ngắn mũi hàng huyên về sau liễu tộc liền mang theo hổ tộc bốn vị đi tới cửu khúc đảo khu vực trung ương nơi đó một tòa hiện ra hồng quang dãy núi đứng vững tại kia ngọn núi này loan chính là châm ngôn sơn phiêu đẳng ra khí tức mang theo một loại cổ quái hấp dẫn cảm giác chính là loại này không hiểu hấp dẫn để lúc trước liễu tộc bọn hắn chỗ vị dị người tu hành Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tại ngọn núi này loan bên trên khắc dấu kinh nghiệm bản thân, tiếp lấy đụng đầu vào trên vách núi đá. Ngược lại không phải là không có người tu hành phát hiện ngọn núi này loan tà tính, thậm chí muốn động thủ đem nó hủy đi. Nhưng tu vi cảnh giới không đủ, khẽ dựa gần Châm Môn Sơn, nội tâm loại địch ý đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, một khi trong lòng có chuyện bất bình, thậm chí sẽ không tự chủ được đi đến trên núi, đem chính mình sự tình viết xuống một khi tại trên vách núi đá viết xuống chính mình sự tình, nội tâm loại kia bất bình liền sẽ bị kịch liệt phóng đại, cuối cùng đi đến cùng cái khác người tu hành đồng dạng đường. Tu vi không đủ, tới gần châm ngôn sơn đó là một con đường chết. Tu hành là vì trưởng khống chính mình vận mệnh, nhưng mình vận mệnh chỗ nào tốt như vậy trưởng khống, có nhiều an khuất cùng không cam lòng sự tình ở trong lòng, chỉ là ngày bình thường đều bản thân điều tiết, đem nó dằn xuống đáy lòng. Một chút lời thề son sắc muốn đem châm ngôn sơn hủy đi người tu hành, Cuối cùng đều là một đi không trở lại, cái này tự nhiên dọa sợ cái khác muốn hủy núi người tu hành. Về phần tu vi cảnh giới đủ cường đại người tu hành, thì là một chút nhìn ra châm ngôn sơn bất phàm, muốn để châm ngôn sơn tiếp tục cường đại, tốt thu nhập trong tay của mình. Chỉ là cuối cùng châm ngôn sơn viên này trái cây bị Liễu tộc hái được. Châm ngôn sơn uy lực đã lớn không bằng trước, chư vị phải có chuẩn bị tâm lý. Liễu tộc một vị cửu giai hậu kỳ thấp giọng nhắc nhở. Chúng ta biết được tùy tung chuẩn bốn cái chấp tay xuống, tiếp lấy một bước ở giữa đi vào châm ngôn sơn bên trên. Châm ngôn sơn bên trên có một mặt vách đá, chính là lúc trước cái thứ nhất người tu hành tuyên khắc mình oan khuất vách núi, muốn sử dụng châm ngôn sơn thôi diễn chi lực, liền muốn ở chỗ này trên vách đá viết xuống vấn đề. Tùy tung chuẩn phất tay, rất nhiều cực phẩm nguyên tinh xuất hiện ở chung quanh, tùy tung chuẩn tiện tay vạch phá ngón tay của mình, lấy tự thân tinh huyết tại trên vách đá khắc dấu mình muốn vấn đề. Theo tùy tung chuẩn tinh huyết rơi xuống trên vách đá, cả tòa châm ngôn sơn rung động kịch liệt, tiếp lấy một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên tận trời, không có vào đến thiên khung ở trong. Tùy tung chuẩn hỏi vấn đề rất đơn giản, giết tùy băng thanh chính là không phải nhân tộc trần phỉ. Hỏi cái này loại là cùng không phải vấn đề, là dễ dàng nhất thu hoạch được giải đáp, cũng là thôi diễn thoải mái nhất phương thức. Từ trước mắt đạt được tin tức bên trên nhìn, nhân tộc trần phỉ hiểm nghi lớn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác tu vi cảnh giới quá thấp, dẫn đến hiểm nghi lớn nhất, nhưng cũng tinh độ lại là thấp nhất. Tùy tung chuẩn chung quanh cực phẩm nguyên tinh nhanh chóng bay vào vách đá, bất quá thời gian nháy mắt, 300 vạn cực phẩm nguyên tinh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà từ vách đá truyền đến hấp lực còn xa không có kết thúc, trên đất cực phẩm nguyên tinh còn tại không ngừng biến mất ở trong. Tùy tung chuẩn bốn cái ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này châm ngôn sơn tiêu hao rất lớn, nhưng bây giờ tiêu hao khó tránh khỏi có chút khoa trương. hỗ tộc cái khác ba cái cửu giai hậu kỳ, bắt đầu xuất ra càng nhiều cực phẩm nguyên tinh đặt ở trên mặt đất mặt cho châm ngôn sơn hấp thu đã đều đã hỏi không có khả năng bởi vì tiêu hao rất lớn mà bỏ dở nửa chừng lại so sánh đi mời động một vị cửu giai cường giả tối đỉnh đại giới cái này châm ngôn sơn tiêu hao ngược lại là không đáng giá nhắc tới mấy hơi thời gian trôi qua châm ngôn sơn rung động vẫn còn tiếp tục đồng thời tiêu hao cực phẩm nguyên tinh đã qua ngàn vạn đến trình độ này châm ngôn sơn hấp thu cực phẩm nguyên tinh tốc độ mới bắt đầu hơi chậm lại tiếp tục hấp thu 500 vạn cực phẩm nguyên tinh về sau, châm ngôn sơn rung động đình chỉ, thông thiên cột sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tùy tung chuẩn bốn cái không chớp mắt nhìn xem vách đá, vách đá hiện ra gợn sóng, theo gợn sóng khôi phục lại bình tĩnh, trên vách đá chưa từng xuất hiện bất kỳ văn tự. Chân núi, thường nạp hải sáu cái liễu tộc cửu giai hậu kỳ cường giả, thấy được trên vách đá một màn, trong ánh mắt đều là lộ ra kinh sợ. Ngay tại vừa rồi, Thường Nạp Hải đã đem tất cả tình huống đều cáo tri liễu tộc cái khác cửu giai hậu kỳ, cho nên liễu tộc mấy vị cửu giai hậu kỳ cường giả, đều biết chuyện gì xảy ra. Giờ phút này châm ngôn sơn hấp thu 1.500 vạn cực phẩm nguyên tinh về sau, tin tức gì đều không có thôi diễn ra. Cái này nhìn như châm ngôn sơn vô dụng, hổ tộc mất trắng 1.500 vạn cực phẩm nguyên tinh. Nhưng kết hợp vấn đề đến xem, vừa vặn là cái này thôi diễn không ra, đã đem tất cả đáp án đều báo cho hổ tộc dưới tình huống nào châm ngôn sơn mới có thể thôi diễn không ra đáp án đơn giản chính là thôi diễn đối tượng vượt qua châm ngôn sơn lực lượng dẫn đến châm ngôn sơn căn bản không có năng lực đi thôi diễn nếu như là tại lúc trước liễu tộc hổ tộc chỗ vị diện có được cùng vị diện cộng minh lực lượng châm ngôn sơn có thể nói không gì không biết nhưng bây giờ tại quy khư giới châm ngôn sơn năng lực là có cực hạn thật sự chính là cửu giai đỉnh phong lực lượng thường nạp hải cho mày ban đầu suy đoán là chính xác có thể đồng thời càng nhiều nghi hoặc xông ra cái này nhân tộc trần phỉ không phải cửu giai sơ kỳ sao làm sao lại có được cửu giai đỉnh phong lực lượng nếu như trước đó mai tộc cùng sinh tộc ra được thiên kiếp ba động là cái này nhân tộc trần phỉ dẫn tới cho nên kia trần phỉ bây giờ đã là cửu giai trung kỳ rồi thời gian một năm từ bát giai đột phá đến cửu giai sơ kỳ tiếp lấy lại đột phá đến cửu giai trung kỳ đây là cái gì tốc độ tu luyện ngươi cho dù là cửu giai chân linh chuyển thế cũng không nên có dạng này tốc độ tu luyện a còn có Xem nhẹ tốc độ tu luyện không nói, cửu giai trung kỳ. Tu vi, làm sao lại có được cửu giai đỉnh phong chiến lực rồi? Ở trong còn cách cửu giai hậu kỳ a, nên tu luyện ra cái gì kinh thiên động địa công pháp, mới có thể để cho cửu giai trung kỳ liền có được cửu giai đỉnh phong thực lực, đơn giản không thể nào hiểu được, nếu như nhất định phải lời giải thích, chỉ sợ chỉ có thể là người mang chí bảo. Tùy tung chuẩn bốn cái xuất hiện tại Thường Nạp Hải mấy cái trước mặt, nhìn nhau không nói gì. Thường Nạp Hải nghĩ tới tùy tung chuẩn bốn cái tự nhiên cũng toàn bộ đều đã nghĩ đến. Nếu như cái này nhân tộc Trần Phỉ thật sự là cửu giai đỉnh phong chi lực, rất nhiều chuyện đều có giải thích. Vì cái gì tùy băng thanh sẽ mượn minh khói kính, tiến về huyền linh vực muốn chém giết cái này nhân tộc cửu giai, chỉ sợ sẽ là biết được cái này nhân tộc trên thân có mang chí bảo, muốn giết người đoạt bảo. Chỉ là tùy băng thanh không nghĩ tới, cái này nhân tộc cửu giai thực lực sẽ mạnh đến trình độ như vậy, có được tinh hà đồ cùng minh khói kính, tùy băng thanh đều bị cưỡng ép phản sát, rơi xuống thiếp thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chỉ là còn có một điểm, tùy tung chuẩn bọn hắn không nghĩ rõ ràng. Tùy băng thanh hẳn là tại huyền phong giới bên trong, chẳng dứt qua cái này nhân tộc cửu giai, ở trong tất nhiên là thất bại, cho nên trở lại nhạn đảng nhai về sau, cảm thấy mượn một cái minh khói kính, liền có thể hoàn thành bắt giết. Tùy băng thanh là cửu giai hậu kỳ, tu vi so ở đây bất kỳ một cái nào đều không yếu, thậm chí có thể xếp tại trước mấy vị. Cho nên nhãn lực cùng kinh nghiệm, vì băng thanh tuyệt đối là không thiếu, vì băng thanh chính là cảm thấy mình có được nắm chắc tất thắng mới có thể một mình hành động. cho nên cái này nhân tộc trần phỉ từ huyền phong giới sau khi trở về thực lực đột nhiên lại tăng vọt một mảng lớn. cũng bởi vì đột phá cái cảnh giới đạt tới cửu giai trung kỳ thực lực liền đột nhiên tăng mạnh rồi, không thể nào hiểu được, không cách nào giải thích tự hồ chỉ có thể đem tất cả mọi thứ đều thuộc về tại vậy bọn hắn không biết được chí bảo phía trên. còn tốt trước đó không có lỗ mảng trực tiếp đi huyền linh vực. Tùy tung chuẩn dẫn đầu lên tiếng nói. Khi hổ tộc tiếp xuống chuẩn bị như thế nào, thường nạp hải thấp giọng nói. Minh khói kính tất nhiên là tại cái này nhân tộc cửu dai trong tay, cứ như vậy mất đi món bảo vật này, thường nạp hải nói cam tâm, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cửu giai đỉnh phong, như thế lực lượng, dựa vào chúng ta bốn người, quá mức miễn cưỡng, làm không cẩn thận toàn bộ hổ tộc đều muốn bị diệt tộc tùy tung chuẩn cùng cái khác hổ tộc ba cái liếc nhau một cái, tiếp lấy lắc đầu nói. Cái này nhân tộc có được chí bảo, chắc hẳn chư vị đã đoán được. Liễu tộc cử giai hậu kỳ triệu văn tự đột nhiên lên tiếng nói. Triệu huynh muốn nói cái gì, tùy tung chuẩn ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn sang. Nếu như có được tin tức không sai, kẻ này từ bát giai tu luyện tới cửu giai trung kỳ, ngay cả thời gian một năm đều vô dụng đến. Như thế chí bảo, chư vị liền không tâm động, Triệu Văn tự cười nói. Tâm động, nhưng chúng ta thực lực không đủ, băng thanh đã vì này trả giá đắt. Tùy tung chuẩn lắc đầu nói. Nếu như hợp hai chúng ta tộc chi lực, vây giết nhân tộc này cửu giai, có hay không hy vọng, Triệu Văn tự trong mắt thả ra một tia hàn mang nói. Bây giờ quy khư giới, đại tranh chi thế, liền kia đi ngược dòng nước, chẳng những không tiến tắc thối, không cẩn thận, thậm chí còn khả năng hoàn toàn lật úp. Hổ tộc cùng liễu tộc thực lực bất phàm, bây giờ cửu giai hậu kỳ cộng lại, cũng còn có 10 vị nhiều. Loại lực lượng này tại tuyệt đại bộ phận chí tôn chủng tộc xem ra, đã ở vào thượng du, nhưng ở những cái kia chân chính đỉnh tim cửu giai chủng tộc trước mặt, hổ tộc cùng liễu tộc hoàn toàn không đáng chú ý, thành tiên lộ xuất hiện sắp đến, có lẽ này lại là cơ hội của chúng ta. Triệu Văn Tự tiếp tục nói. Thành tiên lộ, nghe được Triệu Văn Tự, ở đây cửu giai hậu kỳ ánh mắt đều là ba động. Muốn nói đúng thành tiên lộ không có một chút ý nghĩ, đây tuyệt đối là không thể nào. Cả đời này tu hành, bây giờ đạt tới cửu giai hậu kỳ, muốn nói không có đăng đỉnh tuyệt phong ý nghĩ cùng lòng già, bọn hắn cũng không có khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nhưng lấy cửu giai hậu kỳ lực lượng, đi thành tiên lộ chỉ có thể biến thành pháo hôi, đối mặt kia đông đảo cửu giai đỉnh phong, thậm chí đạo tổ cấp bậc cường giả, bọn hắn thực lực còn kém quá nhiều. Khi bảo vật cái gì lực lượng, chúng ta còn không biết, Bây giờ chỉ là biết được cái này nhân tộc có được cửu giai đỉnh phong chi lực, nhưng cửu giai đỉnh phong ở giữa cũng là có cực lớn khác biệt. Thường Nạp Hải có chút tâm động, nhưng suy nghĩ một lát sau, cuối cùng lắc đầu nói: "Đạo tổ cũng là cửu giai đỉnh phong, cùng vừa mới đột phá cửu giai đỉnh phong nhưng thật ra là một cảnh giới, nhưng thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, đạo tổ có thể có chút nhẹ nhõm đánh chết phổ thông cửu giai đỉnh phong." Đương nhiên, Thường Nạp Hải trong lòng cũng không cảm thấy kia bảo vật có thể để cái này nhân tộc cửu giai có được đạo tổ lực lượng. Nhưng tùy tiện đi huyền linh vực vây giết, cảm thấy bọn hắn số lượng đủ nhiều, liền có thể vạn vô nhất thất, vậy cuối cùng kết quả có thể là toàn quân bị diệt. Cho dù không có toàn quân bị diệt, cũng có thể là tổn thất nặng nề, đồng thời bị đối phương một đường truy sát đến nhạn đã nhai cùng cửu khúc đảo, cũng không phải chuyện không thể nào. Cuối cùng, đối với cái này nhân tộc cửu giai thực lực cụ thể, bọn hắn vẫn là ở vào cực kỳ mơ hồ trong trạng thái. Loại này mơ hồ, để thường nạp hải cảm giác được bất an. Tùy tung chuẩn mấy cái không nói gì, nhưng đều nhẹ gật đầu, tán đồng thường nạp hải quan điểm. Đối với bảo vật, bọn hắn cũng tâm động, nhưng nếu như mất mạng dùng bảo vật này, kia bảo vật mạnh hơn, cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào, các ngươi nói thế nào, Triệu Văn tự nhìn về phía liễu tộc cái khác mấy cái cửu giai hậu kỳ. Triệu Văn tự tính tình vẫn luôn là giả tâm bừng bừng, chỉ là quy khư giới hiện thực, đem nó giả tâm trực tiếp ép xuống mà bây giờ chí bảo xuất hiện, một lần nữa đốt lên triệu văn tự nội tâm. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Liễu tộc cái khác mấy cái cửu giai hậu kỳ suy nghĩ một chút, cũng không có đồng ý trực tiếp tiến về huyền linh vực vây giết quyết định. Triệu văn tự nhìn thoáng qua thường nạp hải cùng tùy tung chuẩn bọn hắn, gặp không ai đồng ý quan điểm của mình, cho mày. Có thể không vây giết, nhưng đối mặt loại bảo vật này, hoàn toàn trước tiên có thể điều tra A. À? Hoặc là nói, các ngươi dự định trực tiếp từ bỏ, Triệu Văn tự nói một chút, nhìn về phía tùy tung chuẩn bốn cái, bây giờ là hổ tộc chết một cái cửu giai hậu kỳ ấn đạo lý tới nói, hẳn là hổ tộc nhất sốt ruột mới đúng. Nhưng từ tùy tung chuẩn bốn cái thần sắc bên trên, mặc dù mang theo không cam lòng, nhưng hiển nhiên dự định từ bỏ. Chúng ta suy nghĩ lại một chút. Tùy tung chuẩn nhìn xem Triệu Văn tự, chắp tay xuống, tiếp lấy nhìn về phía liễu tộc cái khác cửu giai hậu kỳ, nói, hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo từ, thoại âm rơi xuống, hổ tộc bốn cái cửu giai hậu kỳ phóng lên tận trời, hướng phía nhạn đảng nhai phương hướng bay đi. Đối mặt cửu giai đỉnh phong chi lực, thật muốn điều tra, tối thiểu muốn cửu giai hậu kỳ tu vi mới được. Chỉ khi nào bị phát hiện, chỉ sợ cũng không về được. Ta nhìn, chuyện này trước hết như vậy đi. Liễu tộc một vị khác cửu giai hậu kỳ, nhìn xem triệu văn tự nói. Điều tra cũng cần thực lực, giống trước đó mai tộc sinh tộc như thế không đau không ngứa thăm dò, căn bản không giải quyết được vấn đề gì, cuối cùng còn không phải dựa vào châm môn sơn, mới xác định cái này nhân tộc trần phỉ lực lượng. Triệu văn tự cao mày, cuối cùng nhẹ gật đầu, nhận đồng câu nói này. Gần nhất vẫn là phải chú ý một chút, nếu là cái này nhân tộc trả thù tâm mạnh, có thể sẽ trực tiếp tới nhạn đảng nhai hoặc là chúng ta cử khúc đảo. Thường nạp hải suy nghĩ một chút nói. Lời ấy có lý, hổ tộc mấy vị vội vội vàng vàng như thế trở về, đoán chừng cũng là nghĩ đến điểm ấy. Liễu tộc một cử giai hậu kỳ cường giả gật đầu nói. Xác thực như Liễu tộc suy nghĩ, tùy tung chuẩn bọn hắn chạy về Nhạn Đảng Nhai, đúng là lo lắng Trần Phỉ đột nhiên xuất hiện. Nhạn Đảng Nhai tuy có hộ tộc đại trận, cảm giác lạ lẫm khí tức xuất hiện thời điểm sẽ tự động dâng lên, nhưng bọn hắn nếu là không tại Nhạn Đảng Nhai bên trong, căn bản là không có cách đem cái này hộ tộc đại trận uy lực hoàn toàn phát huy ra. Trước kia còn cảm thấy tùy băng thanh chết, không nhất định có cử giai đỉnh phong lực lượng tham dự cũng có thể là là bị vây dết. bây giờ đạt được xác thực đáp án tâm cảnh cùng trước đó lại có khác biệt cực lớn cửu khúc đảo liễu tộc cương vực triệu văn tự khoanh chân tại trong cung điện trong đầu quanh quẩn vẫn như cũ là trần phỉ tất cả tin tức kết hợp đủ loại cửu giai chân linh nghe đồn đều không nhất định là thật khả năng cái này nhân tộc cửu giai hết thảy tất cả đều là món kia chí bảo mang đến cửu giai tu hành có bao nhiêu khó triệu văn tự từng bước một đi tới tự nhiên minh bạch ở trong long đông kết quả đối phương dựa vào chí bảo nhẹ nhõm đem tu vi cảnh giới tăng lên tới cửu giai trung kỳ từ trước mắt đến xem cái này cửu giai trung kỳ chỉ sợ không dùng đến thời gian bao nhiêu cái này nhân tộc liền có thể trực tiếp nhảy tới như thế trọng bảo như thế chí bảo làm sao có thể để triệu văn tự nội tâm bình tĩnh làm sao không để triệu văn tự sinh lòng tham niệm dừng ở cửu giai hậu kỳ đã quá lâu Lâu đến Triệu Văn tự căn bản không có lòng tin dựa vào lực lượng của mình, có thể đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Nếu như có thể thu hoạch được món chí bảo này, cửu giai đỉnh phong sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là nghĩ đến cái này nhân tộc cửu giai bây giờ lực lượng, Triệu Văn tự cho dù lại cử động tâm, bằng hắn một cái, cũng căn bản không làm gì được cái này nhân tộc cửu giai mảy may. Dù sao có được tinh hà đồ cùng minh khói kính tùy băng thanh, đều chết tại cái này nhân tộc cửu giai trong tay, Triệu văn tự nếu là dám một mình tiến về huyền linh vực, cuối cùng cũng là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Có thể hay không trước họa thủy đông dẫn. Triệu văn tự mở to mắt, các loại mưu đồ trong đầu chợt lóe lên. Nghĩ đến quy khư giới khu vực hạch tâm những cái kia cửu giai cường giả tối đỉnh, triệu văn tự trong lòng đột nhiên hiện ra một thân ảnh, con mắt không khỏi hơi sáng lên, tiếp lấy thân hình một chút biến mất ở trong đại điện. Huyền linh vực, càng không thành. Đại điện bên trong, trước đó trên mặt đất bày đầy nguyên tinh linh tài, giờ phút này đã tiêu hao hầu như không còn. Trần phỉ mở to mắt, chậm rãi thở ra một mụn trọc khí. Trần phỉ thân thể trôi nổi mà lên, tiếp lấy rơi trên mặt đất, bàn bạc lực lượng tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển. Trần phỉ trong điện đi hai vòng, đem bỗng nhiên tăng lên lực lượng chậm rãi trưởng khống. Long tượng quy khư môn công pháp tôi luyện thân thể này, từ mới vào tinh thông cảnh tăng lên tới tinh thông cảnh ba thành vị trí, Trần Phỉ bây giờ thể phách lực lượng đã so tuyệt đại bộ phận cửu giai đỉnh phong đều mạnh hơn. Long tượng quy khư bây giờ tăng lên mỗi một điểm độ thuần thục, kỳ thật đều là tại phá hạn. Bởi vì dưới tình huống bình thường, không có chính đại thiên đạo gia trì, cửu giai đỉnh phong thể phách chính là tất cả chí tôn cảnh cực hạn, muốn tiến thêm một bước, quy khư giới bên trong một ít đặc thù chủng tộc mới có thể miễn cưỡng làm được. Trần Phỉ dựa vào Long tượng quy khư, dựa vào bản để thể phách cưỡng ép tăng lên, phá vỡ chủng tộc cực hạn, cũng tại phá quy khư giới hiện hữu tu luyện hoàn cảnh cực hạn. Tựa như năm đó Trần Phỉ tại Sơn Hải cảnh thời điểm, cưỡng ép ngưng tụ 12 loại thiên phú trong thân thể, bây giờ đi xem, đều là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng ở bản lực lượng dưới, Trần Phỉ hoàn thành chuyện này. Bây giờ, tại bản gia trì dưới, Trần Phỉ ngay tại hoàn thành một món khách chuyện không thể nào, bất quá cái này còn cần một chút thời gian, hoặc là nói, còn cần hải lượng linh túy cùng thiên tài địa bảo. Sương chi thiên đạo quyền hành, Trần Phỉ nắm trong tay bốn thành, tể chi thiên đạo thì là nắm trong tay ba thành. Hiệu suất cũng không tính cao, lại về sau hiệu suất sẽ còn tiến một bước giảm xuống, hai loại thiên đạo quyền hành nắm giữ được càng nhiều, thần hồn bên trong các loại thiên đạo tương hỗ bài xích liền càng mạnh. Bất quá Trần Phỉ đối cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, tu luyện loại chuyện này, vốn là càng ngày càng khó, Trần Phỉ có bản, cũng muốn tuân theo cái quy luật này. Bất quá khác nhau chính là cái khác người tu hành, mặc dù có tài nguyên cũng khó có thể nhanh chóng chuyển hóa làm thực lực nhưng trần phỉ có thể chỉ cần tài nguyên bao no trần phỉ một đường lên thẳng đến cửu giai đỉnh phong đều không có bất kỳ cái gì vấn đề đáng tiếc trần phỉ thân phận không phải đỉnh tiêm chí tôn trong chủng tộc một viên không phải bây giờ cũng không cần vì tài nguyên mà cân nhắc bất quá thật muốn tại đỉnh tiêm chí tôn trong chủng tộc có thể hay không còn tại trưởng thành thời điểm liền bị phát hiện dị thường từ đó đưa tới mầm tai vạ các loại tạp niệm tại Trần Phỉ trong đầu chợt lóe lên, Trần Phỉ một lần nữa ngồi xếp bằng. Dạ ma chiến binh xuất hiện tại Trần Phỉ trước mặt, một chỉ điểm ra, từng vòng từng vòng gợn sóng đem Trần Phỉ bao phủ, thời gian lư, tạm thời không có tài nguyên gia tốc tu luyện, Trần Phỉ cũng không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu tu luyện không gian thiên đạo. Chỉ cần đem không gian thiên đạo trưởng khống vượt qua năm thành, cho dù không gian đạo tổ cuối cùng phát hiện Trần Phỉ, Trần Phỉ cũng có thể dựa vào không gian thiên đạo tiến hành thoát ly dù sao kia thích thời điểm, song phương không gian thiên đạo quyền hành không kém bao nhiêu, sử dụng không gian thiên đạo tiến hành na di, một đuổi một chạy tình huống dưới, Trần Phỉ quyền chủ động lớn hơn. Dù sao Nam Tài Minh cũng không biết, Trần Phỉ sẽ na di đi nơi nào, về phần căn cứ không gian ba động, suy tính na di vị trí, khi đó Nam Tài Minh đã làm không được. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng, Trần Phỉ một mực đợi tại càng không thành bên trong, chỗ nào đều không có đi. Một tháng này, nhân tộc ở trong tăng thêm không ít khai thiên cảnh, khai thiên cảnh phía dưới người tu hành cũng bày biện ra giếng phung hình thức. Trần Phỉ ban đầu ở vô tận hải bằng hữu, sư môn trưởng bối bọn hắn, tại kinh lịch một đoạn thời gian lắng động về sau, rốt cục cũng bước vào khai thiên cảnh. Tại cù thanh sinh bọn hắn đột phá khai thiên cảnh thời điểm, Trần Phỉ còn hiện thân xem lễ, đồng thời đưa lên mình hạ lễ. Cù thanh sinh bọn hắn, đại biểu chính là Trần Phỉ tại vô tận hải quá khứ, mỗi khi Trần Phỉ trông thấy cù thanh sinh bọn hắn, đều sẽ không tự chủ nhớ tới lúc trước còn ở vào không quan trọng thời điểm nguyên thần kiếm phái là chưa từng cô phụ trần phỉ đặc biệt là trần phỉ sư phụ phong hư phổ đương nhận hạ trần phỉ làm đồ đệ một khắc này phong hư phổ liền bắt đầu cố gắng hết sức vì trần phỉ con đường tu hành góp một viên gạch cả nhân tộc sinh cơ bừng bừng sát phách tiện tộc tại tìm hiểu trần phỉ lần trước cho địa mạng ngọc về sau hậu tích bạc phát dưới thì định an rốt cục đột phá đến cửu giai chí tôn cảnh đương nhiên trận này đột phá cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Tiện tộc hai vị khác bát giai đỉnh phong, kỳ thật cũng thử đột phá, nhưng cuối cùng nguyên điểm không gian vỡ vụn, một vị tu vi mất hết, tuy là bảo vệ tính mệnh, nhưng là đời này cũng không còn cách nào tu hành, cũng không có cơ hội khôi phục. Một vị khác tiện tộc bát giai đỉnh phong, thì là đột phá thời điểm, liền bị thông thiên cướp lực lượng quét thành cho tàn. Khi đỉnh an đột phá, kỳ thật cũng tràn đầy gia nguy, nhưng cũng may bằng vào trong lòng kia phần nhuệ khí, Vượt qua thông thiên kiếp, để tiện tộc thành Huyền Linh vực mới cửu giai chí tôn chủng tộc. Bát giai đỉnh phong muốn đột phá cửu giai chí tôn cảnh, chính là như vậy cửu tử nhất sinh. Tiện tộc ba vị đột phá, có thể thành công một vị, đã là mời thiên chi hạnh, Trần Phỉ lúc trước cho ra kia phần địa mạng ngọc, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Tiện tộc trên dưới cả tộc chúc mừng, theo bọn hắn nghĩ, bây giờ kết quả này, đã là trời phù hộ. Cùng nhân tộc khẳng định là không cách nào đánh đồng nhưng đối với tiện tộc mà nói bọn hắn sáng tạo ra mình chủng tộc tân lịch sử làm tân sinh cửu gia chí tôn chủng tộc tiện tộc kỳ thật đã có năng lực tại quy khư giới cái khác bát giai khu vực chiếm được một chỗ vị trí bất quá cuối cùng tiện tộc chỗ nào đều không có đi nhân tộc thực lực cường đại như thế trần phỉ bày ra thiên tư tài tình càng là không thể tưởng tượng loại tình huống này vì một chút thiên tài địa bảo chọn rời đi nhân tộc khi không thể nghi ngờ là ngu nhất một sự kiện cho nên tiện tộc mặc dù thành cửu gia chí tôn chủng tộc nhưng tiện thành vẫn tại càng không thành bên cạnh, đối mặt nhân tộc thái độ cùng dĩ vãng cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Trần phỉ cửu giai sơ kỳ cũng có thể diệt lượng tộc dạng này cửu giai trung kỳ chủng tộc, thì định an chân chính đột phá đến cửu giai về sau, mới xem như thật sự hiểu đây là một kiện cỡ nào khoa trương sự tình. Nhân tộc cùng tiện tộc vui vẻ phồn vinh, Khuyển tộc cùng thiên giác tê ngu nhất tộc tại nhân tộc phù hộ dưới, cũng là nhanh chóng phát triển, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn không có nhìn ra càng lớn biến hóa ngoại trừ chủng tộc biến hóa chính trần phỉ ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng không nhỏ thu hoạch mặc dù không có nguyên tinh linh tài dùng cho tu luyện nhưng trần phỉ trong đoạn thời gian này một mực tại thời gian lưu nội sa mộ không ở giữa thiên đạo bây giờ trần phỉ trưởng khống không gian thiên đạo quyền hành đã đi tới ra mặt ba thành cái này khiến trần phỉ chiến lực nhanh chóng tăng lên đây chính là chính đại thiên đạo đối với chính diện công thành chi lực tăng thêm chỉ so với lực chi thiên đạo cùng hủy diệt thiên đạo kém hơn một chút tại cái khác phương diện còn muốn trội hơn lực chi thiên đạo cùng hủy diệt thiên đạo. Thời gian vi tôn không gian vi vương, câu này quy khư giới từ địa phương, tuy là có vẻ hơi khoa trương, nhưng vẫn là có đạo lý riêng của nó ở bên trong. Trần phỉ bên này nắm trong tay không gian thiên đạo hơn 3 phần 10 quyền hành, Nam Tài Minh bên kia tự nhiên là chỉ còn lại 7 thành không đến không gian thiên đạo quyền hành. Loại này trơ mắt nhìn xem, chính mình trưởng khống không gian thiên đạo quyền hành càng ngày càng ít cảm giác, cơ hồ muốn đem nam tài minh triệt để đẩy hướng điên cuồng biên giới. Một tháng này, dùng ám sát phương thức, nam tài minh đã giết hơn 30 vị cửu giai chí tôn cảnh. Ở trong có gần 10 vị cửu giai đỉnh phong, còn lại thì là cửu giai hậu kỳ cường giả. Cái này hơn 30 vị chí tôn cảnh, có quy khư giới nguyên sinh cửu giai, cũng có những cái kia ngoại vực cửu giai cường giả. Nhưng cho dù giết nhiều như vậy cửu giai chí tôn cảnh, Nam Tài Minh không gian thiên đạo quyền hành hay là một mực tại mất đi, những cái kia nam tài minh hoài nghi cửu giai trí tôn cảnh cùng cướp đoạt không gian thiên đạo không có bất kỳ cái gì quan hệ kỳ thật nam tài minh chỉ cần cùng cái khác trí tôn cảnh giao thủ một cái liền có thể cảm giác được trên người đối phương đến cùng có rảnh hay không ở giữa thiên đạo đây là không gian thiên đạo tương hỗ ở giữa một loại cộng minh vô luận đối phương lúc đương thời không có sử dụng không gian thiên đạo cho nên đang đánh lén một chiêu về sau nam tài minh liền đã minh bạch trước mắt cửu giai trí tôn cảnh không phải mình muốn tìm cái kia tặc tử Nam Tài Minh hoàn toàn có thể lựa chọn không còn xuất thủ, nhưng Nam Tài Minh vì để phòng vạn nhất, vẫn là lựa chọn trực tiếp chém giết. Nam Tài Minh cảm thấy cái kia đánh cấp không gian thiên đạo tạc tử, có được cực kỳ tinh diệu dấu kính chi pháp, có lẽ nhìn như không gian thiên đạo tương hổ ở giữa không có cộng minh, nhưng thực tế đối phương chính là cái kia tặc tử. Cuối cùng chứng minh, Nam Tài Minh nghĩ sai, nhưng nếu để cho Nam Tài Minh một lần nữa, hắn vẫn là chọn thống hạ sát thủ. Nam Tài Minh tình nguyện ngộ phán, cũng tuyệt không nguyện ý bởi vì chính mình nhân từ nương tay, dẫn đến cái kia tặc tự trước mặt mình chạy đi. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, chết hơn 30 cửu gia trí tôn cảnh, đặc biệt là ở trong còn có gần 10 vị cửu gia đỉnh phong, chuyện này tự nhiên tại quy khư giới bên trong gây nên oanh động. Cho nên cho dù Nam Tài Minh đúng đúng dùng đánh lén phương thức giết những cái kia cửu giai cường giả, nhưng cuối cùng vẫn bị cái khác trí tôn cảnh phát hiện, cái này tất cả mọi thứ đều là Nam Tài Minh gây nên. Kỳ thật mặc kệ nam tài minh dùng dạng gì phương thức, bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay muộn, bởi vì cho dù nhân quả đạo tổ không nói ra chuyện này, còn có một vị khác vận mệnh đạo tổ. Lại ngoại trừ quy khư giới bên này nhân quả thiên đạo cùng vận mệnh thiên đạo, có thể tra ra những việc này, ngoại vực đỉnh tim cường tộc bên kia, cũng có phương pháp khác làm được chuyện này, như tiên thiên huyền bảo. Tiên thiên huyền bảo, cơ hồ mỗi một cái ngoại vực đỉnh tim cường tộc trong tay đều có. Tiên thiên huyền bảo, cơ hồ đều là cùng vị diện đồng thời sinh ra, có thể sinh ra cửu giai đỉnh phong vị diện, rất nhiều con sau quy khư giới kém một chút. Những này ngoại vực đỉnh tim cường tộc đều là riêng phần mình vị diện người cầm quyền, những này tiên thiên huyền bảo tự nhiên cũng đều rơi vào trong tay của bọn hắn. Tiên thiên huyền bảo tại riêng phần mình vị diện, cơ hồ thuộc về vô giải tồn tại, bởi vì bọn chúng có thể cộng minh vị diện, có toàn bộ vị diện ở sau lưng chỗ dựa. Theo vị diện vỡ vụn, tiên thiên huyền bảo uy lực lớn hàng, nhưng dù sao nội tình vẫn còn, đông đảo kỳ diệu đặc tính còn có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Nam Tài Minh vô duyên vô cớ chém giết hơn 30 vị cửu giai chí tôn cảnh sự tình, để cái khác cửu giai cường giả nghi hoặc, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn cừu thị cùng đề phòng Nam Tài Minh. Chỉ là có được quy khư giới không gian thiên đạo, trừ phi một chút tình huống đặc thù, không phải Nam Tài Minh rất khó bị giết chết. Chết hơn 30 cửu giai chí tôn cảnh, sự tình rất nghiêm trọng, nếu như là dĩ vãng quy khư giới, chỉ sợ Nam Tài Minh đã muốn bị mấy vị đạo tổ vây công. Nhưng ở bây giờ, quy khư giới cửu gia chí tôn cảnh quá nhiều, hơn 30 cửu giai cường giả gánh vác đến từng cái cường tộc trên thân, ngược lại là một số nhỏ. Lại Nam Tài Minh còn không có triệt để điên, giết hơn 30 cửu giai cường giả bên trong, đa số là ngoại vực chủng tộc. Quy khư giới nguyên sinh chủng tộc cùng ngoại vực chủng tộc ở giữa, vốn là ở vào căm thù trạng thái, còn có gần nhất một mực ẩn núp tâm quỷ giới quán linh, là cùng hai bên đều không hợp nhau bây giờ bình an vô sự, chẳng qua là đang chờ đợi thành tiên lộ xuất hiện. nếu là bây giờ buông ra chém giết, ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không xảy ra chuyện. cho dù là mấy vị đạo tổ cũng giống như vậy. cho dù không có chuyện, nếu là thụ một chút khó mà khép lại tổn thương, đối với cuối cùng trên đường thành tiên tranh đoạt cũng là một cái cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. còn có càng mấu chốt một điểm, thành tiên lộ dấu hiệu là tại nịch nguyên sau khi vỡ vụn không lâu mới bắt đầu hiển hiện. hiện tất cả chí tôn cảnh cũng không hiểu biết thành tiên lộ xuất hiện nguyên nhân cùng nguyên lý nhưng là từ hiện tượng phân tích bản chất tự hồ là quy khư giới bên trong cửu gia trí tôn cảnh đạt tới trình độ nhất định thời điểm thành tiên lộ mới bắt đầu hiển hiện nịch viên kỳ thật trên bản chất cũng là quy khư giới một bộ phận nhưng hết lần này tới lần khác chính là nịch viên vỡ vụn đe mặt khác vị diện cửu giai cường giả phóng thích xuất hiện tại vật chất giới thời điểm thành tiên lộ mới xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn bên trong nếu như cửu giai trí tôn cảnh ở giữa phạm vi lớn chém dết dẫn đến đại lượng cửu giai vẫn lạc có thể hay không để thành tiên lộ một lần nữa ẩn nấp đi không ai nói rõ được đã nói không rõ ràng khi dứt khoát liền duy trì hiện trạng cho đến thành tiên lộ thật xuất hiện nam tài minh loại này không phân nguyên do loạn dết không thể nghi ngờ là phạm vào cái này kiên kỵ bất quá bởi vì dết càng nhiều là ngoại vực chủng tộc cường giả quy cư giới nguyên sinh chủng tộc bên này không thể là vì ngoại vực chủng tộc đi đối phó nam tài minh chết hơn 30 cửu giai cường giả, hơn nữa còn đều là cửu giai hậu kỳ trở lên, kết quả thành tiên lộ tại cảm giác của bọn hắn bên trong cũng chưa từng xuất hiện dị dạng, vẫn như cũ ở vào sắp xuất hiện trạng thái bên trong. Nói cách khác, thành tiên lộ cũng sẽ không bởi vì bây giờ cửu giai tử thương quá nhiều mà xuất hiện ngoài ý muốn, chẳng qua hiện nay vô cớ chém vết, vẫn không có quá nhiều chỗ tốt. Muốn nói trên đường thành tiên đối thủ chân chính, kỳ thật mọi người trong lòng đều nắm chắc một thích chính là quy khư giới mấy vị đạo tổ, tận lực bồi tiếp những cái kia ngoại vực cường tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Những này ngoại vực cường tộc bên trong cường giả đỉnh cao, mặc dù không có quy khư giới chính đại thiên đạo gia trì, nhưng bọn hắn tại mình nguyên lai là vị diện vỡ vụn trước, trực tiếp dùng trong tay Tiên Thiên Huyền Bảo, thu nhận đại lượng vị diện bản nguyên. Vì trên thành tiên lộ, có thể cùng quy khư giới đạo tổ phân cao thấp, những này ngoại vực cường giả đỉnh cao, trực tiếp dùng Tiên Thiên Huyền Bảo bên trong vị diện bản nguyên, cường hóa tự thân ngoại trừ cường hóa tự thân, còn hữu dụng tiên thiên huyền bảo bên trong vị diện bản nguyên, cường hóa quy khư giới bên trong chính mình trưởng khống nào đó một đầu thiên đạo, để nó trưởng thành đến cùng chính đại thiên đạo không kém bao nhiêu trình độ. Quy khư giới không có tiên thiên huyền bảo, chính đại thiên đạo kỳ thực chính là cùng loại với vị diện khác tiên thiên huyền bảo, từ trên căn bản liền mạnh hơn cái khác thiên đạo. Quy khư giới vị diện này, đối với ngoại vực cường giả dùng vị diện khác bản nguyên, cường hóa mình thiên đạo cách làm này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ trở ngại thậm chí theo ngoại vực cường giả cường hóa quy khư giới thiên đạo quy khư giới sẽ còn cho ban thưởng để những cái kia ngoại vực cường giả đỉnh cao lực lượng nâng cao một bước đây chính là ngoại vực cường giả đỉnh cao có can đảm cùng quy khư giới đạo tổ tranh phong nguyên nhân không chỉ có riêng là về số lượng chiếm cứ ưu thế cá thể về mặt chiến lực cũng là không kém chút nào bây giờ nam tài minh bị những cái kia ngoại vực cường tộc căm thù nhưng còn không có chân chính chạm tới những cái kia ngoại vực cường tộc ranh giới cuối cùng, chỉ khi nào có gì tốt cơ hội, những cái kia ngoại vực cường giả tuyệt không để ý sớm chém giết Nam Tài Minh. Nam Tài Minh bây giờ bị phát hiện, tự nhiên không cách nào giống trước đó như thế, tiếp tục tùy tâm sở dục giết những cái kia cửu giai cường giả. Nhưng không gian thiên đạo quyền hành còn tại hạ xuống, Nam Tài Minh biết mình căn bản không dừng được. Trừ phi Nam Tài Minh nguyện ý mình mất đi không gian thiên đạo, biến thành phổ thông cửu giai đỉnh phong nếu quả thật biến thành phổ thông cửu giai đỉnh phong, khi Nam Tài Minh cuối cùng nhất định sẽ bị cái khác cửu giai cường giả giết chết. Từ Nam Tài Minh giết nhiều như vậy cửu giai cường giả về sau, rất nhiều chuyện đã trượt hướng không thể khống một mặt. Nam Tài Minh biết điểm này, nhưng hắn cuối cùng nghĩa vô phản cố làm. Bây giờ Nam Tài Minh chỉ có một con đường đi đến ngọn nguồn, tìm tới đánh cấp không gian thiên đạo cửu giai, đem nó chém giết, mới có thể vãn hồi tất cả mọi thứ. Quy khư giới gió nổi mây phun, nhưng ở quy khư giới khu vực trung ương bên ngoài địa phương kỳ thật có chút bình tĩnh trần phỉ tại huyền linh vực ngoại trừ tiện tộc thi định an căn bản không có cái khác quen thuộc cửu giai chí tôn cảnh đối với nam tài minh điên cuồng không thể nào biết được huyền linh vực cùng quy khư giới khu vực hạch tâm ở giữa khoảng cách vẫn là quá xa nơi đó phát sinh rất nhiều chuyện có đôi khi rất khó ảnh hưởng đến huyền linh vực trừ phi toàn bộ quy khư giới bộc phát quét sạch hết thảy xung đột trần phỉ có thể đoán được nam tài minh sẽ điên cuồng nhưng không ảnh hưởng tới nhân tộc liền tốt. Quy khư giới, Thanh Ngọc Hải Nơi này thuộc về quy khư giới khu vực Hạch Tâm, Nam Tài Minh điên cuồng để Thanh Ngọc Hải rung chuyển mấy ngày, tiếp lấy liền chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Ngọc Hải bây giờ thuộc về phụng tộc, đây là ngoại vực trong chủng tộc đứng đầu nhất mấy cái cường tộc, phụng tộc lão tổ dùng tiên thiên huyền bảo bên trong vị diện bản nguyên, cường hóa chính mình trưởng khống một đầu thiên đạo. Về phần là đầu nào thiên đạo, trước mắt chủng tộc khác người tu hành còn không biết được, bởi vì phàm là thấy qua người tu hành bây giờ đều đã thân tử đạo tiêu đây chính là tương đương với có đạo tổ cấp bậc cường giả trấn giữ chủng tộc tự nhiên không sợ nam tài minh vị này không gian đạo tổ trừ phi nam tài minh thật muốn được mấy cái đạo tổ cấp bậc cường giả vây công không phải tùy tiện phía dưới sẽ không đi treo chọc loại này cùng cấp bậc cường giả liễu tộc triệu văn tự giờ khắc này ở khoanh chân tại huyền linh vực bên ngoài trên một ngọn núi nhìn qua ở xa ánh mắt ba động dùng hơn một tháng thời gian, Triệu Văn tự bày một cái bẫy. Cũng không thể tính cục, Triệu Văn tự chỉ là đem nhân tộc Trần Phỉ người mang chí bảo chuyện này, dùng các loại phương pháp, chậm rãi truyền đến phụng tộc một vị cửu giai cường giả trong tay. Vị cường giả này tên là Thái Như Hoành, cửu giai đỉnh phong tu vi. Đem tin tức truyền đi, tự nhiên không tính là gì việc khó, cũng không dùng đến một tháng thời gian. Triệu Văn tự sẽ tiêu thời gian lâu như vậy, chỉ là đem mình cho hái được ra ngoài, không cho chuyện này cùng mình có chút liên lụy. Triệu Văn tự chọn phụng tộc vị này cửu giai cường giả tối đỉnh, nguyên nhân rất đơn giản, vị này phụng tộc cửu giai cường giả tối đỉnh, vẫn luôn tại công khai thu thập các loại di tích cùng chí bảo tin tức. Phụng tộc thân phận, tăng thêm mình cửu giai đỉnh phong tu vi cảnh giới, Thái Như Hoành hoàn toàn không cần thiết giấu giếm mục đích của mình. Thái Như Hoành dạng này mưu cầu danh lợi các loại di tích cùng chí bảo, vì chính là về sau thành tiên lộ. Chỉ là cửu giai đỉnh phong tu vi, trên thành tiên lộ cũng không thể lớn bao nhiêu hành động, Thái Như Hoành đối với cái này cũng không cam lòng, hắn muốn giống như gia lão tổ như thế, có được đạo tổ lực lượng. Nhưng phụng tộc tiên thiên huyền bảo bên trong vị diện bản nguyên, chỉ đủ phụng tộc lão tổ cường hóa chính mình trưởng khống một đầu thiên đạo, không có dư thừa vị diện bản nguyên cho trong tộc cái khác cửu giai, cho nên Thái Như Hoành chỉ có thể dựa vào chính mình. Bây giờ quy khư giới thỉnh thoảng liền có tàn phá vị diện xuất thế, mặc dù không bằng huyền phong giới lớn như vậy, nhưng là cái khác tàn phá vị diện chưa hẳn liền không có kinh hỉ. Thanh Ngọc Hải, phụng tộc một chỗ trong cung điện. Huyền Linh Vực, nhân tộc cửu giai, thái như hoành vuốt ve ngọc trong tay giảng, nghĩ đến ở trong ghi lại nội dung, ánh mắt ở trong lộ ra một vòng hứng thú chi sắc. Hồi bẩm chí tôn, bên trong ngọc giảng tin tức, là tiểu nhân trải qua nhiều mặt chứng thực sau xác nhận, tuyệt không nửa điểm hư giả. Một vị bác giai người tu hành đối thái như hoành không mình hành lễ nói đi bên ngoài lĩnh thưởng đi. Thái Như Hoành nhẹ gật đầu, khoát tay áo nói. Đa tạ chí tôn, cái này bác giai người tu hành mặt lộ vẻ vui mừng, không người chậm rãi lui về phía sau. Thái Như Hoành cho ban thưởng luôn luôn phong phú, cho nên thường xuyên có người tu hành đến đây bẩm báo các loại tin tức tình báo. Thái Như Hoành cúi đầu nhìn xem ngọc trong tay giảng, tay trái nhẹ nhàng đánh một bên mặt bàn. Nhân tộc này cửu giai, cụ thể tốn hao bao lâu thời gian tu luyện tới cảnh giới bây giờ, các loại thuyết pháp đều có, bên trong ngọc giảng cũng không đưa ra thời gian cụ thể. Nhưng một năm trước mới từ bát giai đột phá đến cửu giai sơ kỳ, gần nhất vừa nghi giống như đột phá đến cửu giai trung kỳ. Nếu như tin tức này là thật, kia ở trong đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Trong chiếc thẻ ngọc, còn giảng thuật cái này nhân tộc vừa đột phá đến cửu giai sơ kỳ không lâu, liền di diệt một cái có cửu giai trung kỳ trấn giữ chủng tộc, dọa lui một cái khác cửu giai trung kỳ chủng tộc. Đương nhiên, cái này chỉ là bên trong ngọc giảng lời nói của một bên, đến cùng cái này nhân tộc có đột phá hay không đến cửu giai trung kỳ, vẫn là một kiện ẩn số. Thái Như Hoành cũng không có khả năng hoàn toàn đi tin tưởng một cái bát giai người tu hành, luôn luôn muốn điều tra một phen, mới có thể xác nhận. Thái Như Hoành suy nghĩ một chút, tiếp lấy phủi tay. Sau một khắc, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại đại điện bên trong, đối Thái Như Hoành cung kính ủi một chút tay. Sư Tôn, Lộ Tân Du thấp giọng nói đi huyền linh vực đi một chuyến, nhìn xem nhân tộc này ra sao tu vi. Thái Như Hoành cầm trong tay Ngọc Giảng ném ra ngoài. Tuân mệnh, lộ tân du cung kính tiếp nhận Ngọc Giảng, thân hình biến mất tại đại điện ở trong. Thái Như Hoành nhìn xem lộ tân du biến mất, nhắm mắt lại bắt đầu tỉnh tu. Lộ tân du có được cửu giai hậu kỳ tu vi, để thám thính cái này nhân tộc cửu giai chân thực cảnh giới, không có vấn đề gì. Thái Như Hoành tự nhiên cũng có thể mình đi một chuyến, nhưng nếu như tin tức gì xác nhận, đều muốn thái như hoành khởi hành, tay kia dưới đáy những đệ tử kia muốn tới làm gì dùng, phụng tộc lộ tân du giữa không trung tra xét xong trong ngọc giảng nội dung, tiếp lấy dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới huyền linh vực. Trên đường đi, lộ tân du đều che khí tức của mình, cho đến mấy canh giờ sau bước vào huyền linh vực. Liễu tộc triệu văn tự, ở trên ngọn núi mơ hồ cảm giác được một đạo khí tức từ thanh hải ngọc phương vị vọt tới, cửu giai hậu kỳ, không phải thái như hoành không phải thái như hoành tự mình xuất phát triệu văn tự trước đó đã dự liệu được triệu văn tự bây giờ cực hạn có thể làm kỳ thật đều đã làm xong cái khác càng thêm rõ ràng an bài triệu văn tự là sẽ không đi nếm thử cuối cùng sự tình có thể hay không hướng phía triệu văn tự hy vọng như vậy phát triển chính triệu văn tự cũng không biết triệu văn tự bố cục thanh ngọc hải thuần túy chính là trong lòng không cam lòng nhưng lại không có cái khác biện pháp tốt hơn chỉ có thể dùng phương pháp như vậy nếm thử nếu như thành công kia triệu văn tự liền có cơ hội cầm xuống kia phần chí bảo nếu như không thành kia triệu văn tự bất quá là truyền một tin tức thôi vẫn còn có chút phong hiểm nhưng đã đều mưu đồ chỗ nào có thể một điểm phong hiểm đều không gánh chịu lòng tham không đủ xà thông tượng nếu có cái khác người tu hành biết triệu văn tự kế hoạch này đoán chừng trong lòng đều sẽ hạ dạng này một cái phán đoán suy luận cửu giai hậu kỳ vậy mà đi tính toán hai cái cửu giai đỉnh phong mưu toan hai cái cửu giai đỉnh phong lưỡng bại câu thương về sau, từ đó ngư ông đắc lợi. Dựa vào cái gì cuối cùng ngư ông đắc lợi nhất định là ngươi, nếu như bị hai cái cửu giai đỉnh phong biết được triệu văn tự kế hoạch, triệu văn tự sau cùng kết cục không cần nói cũng biết. Có thể nói, triệu văn tự kế hoạch này, gan lớn đến cực hạn. Hổ tộc cùng liễu tộc cái khác chính cái cửu giai hậu kỳ, chưa hề không dám có ý nghĩ như vậy. Hổ tộc còn đã mất đi một vị cửu giai hậu kỳ cùng tinh hà đồ, thường nạp hải cũng mất minh khói kính nhưng khi biết được trần phỉ có được cử giai đỉnh phong chiến lực về sau lựa chọn của bọn hắn chính là từ bỏ chuyện này mặc dù lúc ấy nói đúng bàn bạc kỹ hơn nhưng là người sáng suốt xem xét liền biết đây thật ra là lời xã giao hổ trong tộc tâm đã sớm không muốn báo thù hoặc là nói căn bản là không thể nào báo lên nếu như xử lý không tốt toàn bộ hổ tộc bị xóa đi cũng không phải cái gì chuyện không thể nào kết quả hổ tộc cùng liễu tộc chính vị cửu giai hậu kỳ đều từ bỏ chính triệu văn tự một cái chạy tới tính toán trần phỉ liên đới lấy đem phụng tộc thái như lãm cũng cùng nhau tính toán đi vào điên cuồng triệu văn tự ánh mắt từ nơi xa thu hồi tay phải xoay chuyển một khối màu đen bất quy tắc ngọc phiến xuất hiện tại trong lòng bàn tay triệu văn tự tinh tế trong tay ma nã hát ngọc hát ngọc thường thường không có gì lạ không có chút nào linh tính ba động cũng không cùng chung quanh thiên địa nguyên khí cộng minh tựa như ven đường tạp thạch Triệu Văn tự muốn xà thôn tượng, đương nhiên không chỉ là chỉ có mưu đồ, chân chính hậu chiêu trong tay đúng vậy khối này hát ngọc. Cái này hát ngọc là liễu tộc chỗ vị diện vỡ vụn thời điểm, từ thiên ngoại chợt lóe lên chi vật, lúc ấy trùng hợp bị Triệu Văn tự trông thấy, Triệu Văn tự bản năng đem nó bắt bỏ vào trong tay. Vì thế Triệu Văn tự cũng bỏ ra cái giá cực lớn, trong nháy mắt trọng thương sắp chết, nếu như không phải liễu tộc cái khác cửu giai phát hiện Triệu Văn tự, Triệu Văn tự đoán chừng liền muốn tại vị diện vỡ vụn thủy triều bên trong thân tử đạo tiêu. Hắc Ngọc cùng Triệu Văn tự tương hổ bài xích, lại dung hợp lẫn nhau, hao phí vạn năm lâu, Triệu Văn tự luyện hóa khối này Hắc Ngọc, đồng thời cũng hiểu biết tác dụng. Phá pháp, chân chính phá pháp diệt đạo, lúc trước liễu tộc chỗ vị diện vỡ vụn, liền có cái này Hắc Ngọc bộ phận nguyên nhân ở bên trong. Cũng là bởi vì khối này Hắc Ngọc, Triệu Văn tự biết thiên ngoại hữu thiên, chính mình sở tại vị diện khả năng cũng không phải là tự động vỡ vụn, mà là bị cái khác ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ dẫn đến hát ngọc sự tình triệu văn tự không cùng liễu tộc cái khác cửu giai nói mà là đem món bảo vật này làm tư tàn khối này hát ngọc một khi kích phát dựa theo triệu văn tự đoán chừng sẽ có được cửu giai đỉnh phong chi lực mấu chốt nhất chính là bởi vì ở trong phá pháp diệt đạo chi lực cửu giai đỉnh phong phòng ngự không nói thùng rỗng kêu to nhưng tối thiểu muốn yếu bớt hơn phân nửa trở lên cho nên một khi bị cái này hát ngọc đánh trúng cho dù là cửu giai cường giả tối đỉnh chỉ sợ đều muốn trọng thương mà cái này hát ngọc tại triệu văn tự trong tay còn có thể sử dụng ba lần cho nên nếu như vận dụng được tốt chưa hẳn không thể chém giết một cái cửu giai đỉnh phong nếu như cái này cửu giai đỉnh phong ở vào trọng thương tình huống dưới dựa vào hát ngọc cơ hồ chính là một loại tất sát kết cục triệu văn tự vì sao dám xà thôn tượng cái này chính là lực lượng chỗ nhiều năm như vậy triệu văn tự vô luận gặp được bất cứ chuyện gì đều không có sử dụng khối này hát ngọc chi lực, bởi vì triệu văn tự cảm thấy không đáng, đây mới thực là áp đáy hòm chi vật, dùng một lần thiếu một lần. Nhưng là lần này, đối mặt nhân tộc trên thân cửu giai chí bảo, triệu văn tự có chút kìm nén không được. Ai không muốn trèo núi tuyệt đỉnh, dựa vào hát ngọc, triệu văn tự nhiều nhất chính là đối mặt cửu giai đỉnh phong thời điểm, có được sức tự vệ. Mà một khi có được kia trên thân nhân tộc chí bảo, chính triệu văn tự liền có cơ hội lớn, đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Cho nên Triệu Văn Tự tới, dùng một tháng này đến mua đồ. Được hay không được, Triệu Văn Tự không biết, nhưng tối thiểu đây là một cái cơ hội. Có được Hắc Ngọc, Triệu Văn Tự không có lý do ngay cả đọ sức một lần dũng khí đều không có. Triệu Văn Tự lật tay đem Hắc Ngọc cất kỹ, đem con mắt một lần nữa nhắm lại. Lần này tới đến chỉ là phụng tộc cửu giai hậu kỳ, vô luận nhân tộc bên kia chuyện gì phát sinh, Triệu Văn Tự cũng sẽ không xuất thủ trừ phi phụng tộc thái như lãm đến cùng nhân tộc cửu giai đối bính cho đến lúc đó triệu văn tự y theo tình huống rồi quyết định đến cùng xuất không xuất thủ mưu đồ hai cái cửu giai đỉnh phong trong tay tuy có ác chủ bài nhưng triệu văn tự tự nhiên vẫn là lấy tính mạng của mình làm chủ mệnh tại bảo vật sở trường bên trong đến mới có ý nghĩa huyền linh vực càng không thành trăm vạn dặm bên ngoài lộ tân du dừng lại thân hình hai tay kết ấn từng nét bùa chú ở giữa không trung ngưng tụ tiếp lấy bám vào ở trên người. Giờ khắc này, lộ tân du khí tức gần như biến mất không thấy gì nữa, so sánh vừa rồi đi đường thời điểm khí tức, có thể nói là không đáng kể. Lấy phụng tộc cửu giai thân phận, đi vào huyền linh vực xác nhận một cái bình thường trong chủng tộc chí tôn cảnh cụ thể tu vi, lộ tân du kỳ thật có thể trực tiếp tiến về càng không thành. Nhưng lộ tân du biết mình ý của sư phụ, nếu là xác nhận, vậy liền âm thầm tiến hành, dù sao trong chiếc thẻ ngọc để lộ ra tin tức, cái này nhân tộc trên thân cửu giai khả năng người mang bảo vật. Lộ tân du thi triển xong bí pháp, một cái linh đang từ trong tay áo bay ra, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Theo cái này huyền bảo gia trì, lộ tân du khí tức lần này xem như hoàn toàn biến mất không thấy, cùng không gian chung quanh Hoàng Mỹ Hòa là một thể. Làm tốt những này chuẩn bị, lộ tân du lấy có chút chậm rãi tốc độ hướng phía càng không thành bay đi. Khoảng cách trăm vạn dặm, lộ tân du ngạnh sinh sinh bỏ ra gần ba canh giờ thời gian, mới rốt cuộc tới gần càng không thành 10 vạn dặm bên trong. Càng không thành trung ương đại điện, ngay tại thời gian lưu bên trong tu luyện trần phỉ, con mắt một chút mở ra. Thần hồn bên trong, thời gian quy tắc tinh thể có chút ba động, một bức tranh hiển hiện tại trần phỉ trước mặt, chính là phụng tộc lộ tân du hướng phía càng không thành bay tới tràng cảnh. Theo ba loại thời gian thứ cấp quy tắc ngưng tụ hoàn thành, cũng dung luyện thành quy tắc tinh thể, một khi có uy hiếp trần phỉ an toàn người tu hành hoặc là sự tình xuất hiện, thời gian quy tắc tinh thể liền có ứng kích phản ứng như trước đó nhân quả đạo tổ suy tính trần phỉ cùng bây giờ vị này phụng tộc cửu giai hậu kỳ cường giả nhưng loại này ứng kích phản ứng cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có trước đó tùy băng thanh đi vào huyền linh vực thời gian quy tắc tinh thể chỉ ở một khắc cuối cùng mới thoáng có phản ứng không biết có phải hay không là bởi vì tùy băng thanh cùng hổ tộc đối với ngay lúc đó trần phỉ đã không có bất cứ uy hiếp gì trần phỉ nhìn xem hình tượng bên trong lộ tân du đồng dạng là cửu giai hậu kỳ, lần này thời gian quy tắc tinh thể sớm cho ứng đối. Trần Phỉ ánh mắt ngưng lại, lấy lộ tân du để tinh hơi thở điểm, bắt đầu vận chuyển thời gian quy tắc tinh thể. Hình tượng bên trong vốn là hướng phía huyền linh vực phi hành lộ tân du, thân hình bắt đầu phi tốc lui lại, Trần Phỉ cứ như vậy nhìn xem lộ tân du, cho đến lộ tân du xuất hiện tại thanh ngọc hải phụng tộc cương vực bên trong. Thông qua lộ tân du, Trần Phỉ nhìn thấy phụng tộc thái như lãm, cùng thái như lãm từ một cái bát dai trong tay người tu hành cầm tới viên kia ngọc giảng. Trần Phỉ không biết cái khác chí tôn cảnh thời gian thứ cấp quy tắc, có thể hay không giống Trần Phỉ dạng này sử dụng, đặc biệt là như hôm nay cơ hỗn loạn tình huống dưới. Trần Phỉ đem quá khứ, hiện tại, tương lai dung hợp về sau, gần nhất liền phát hiện thời gian quy tắc tinh thể, có được cùng loại nhân quả cùng vận mệnh thiên đạo đặc tính. Lấy điểm cầu mặt, mặc dù còn không cách nào giống nhân quả cùng vận mệnh thiên đạo như thế, trống rỗng lục soát tin tức nhưng là cùng Trần Phỉ có dính dấp, như lúc này lộ tân du dạng này, Trần Phỉ liền có thể vận dụng thời gian quy tắc tinh thể, đem lộ tân du trước đó phát sinh sự tình từng cái trở lại như cũ ra. Càng lâu xa sự tình, Trần Phỉ cần tốn hao nguyên lực thần hồn càng nhiều, đồng thời nhìn thấy cũng càng thêm mơ hồ, dù sao đây chính là tại quay lại quá khứ. Trần Phỉ ánh mắt trầm ngâm, đây là có người đem mình tin tức, cố ý bán cho phụng tộc Thái như lãm bên kia, muốn thông qua Thái như lãm cái này cửu giai đỉnh phong Tây, diệt trừ Trần Phỉ, trần phỉ ánh mắt nhìn lướt qua thái như lãm cùng lộ tân du tiếp lấy đem thời gian quy tắc lực lượng khóa chặt tại cái kia bát dai trên thân người tu hành trần phỉ ngược lại là muốn nhìn là ai đang tính kế chính mình có quan hệ cái kia bát dai người tu hành hình tượng bắt đầu lui trở về đối phương trong khoảng thời gian này tiếp xúc vật cùng sự tình tại trần phỉ trước mặt không rõ chi tiết hiện ra trần phỉ căn cứ lấy manh mối bắt đầu không ngừng đổi mục tiêu cho đến thời gian quay lại đến một tháng trước trần phỉ nhìn thấy liễu tộc triệu văn tự cưỡng ép quay lại một tháng thời gian, mà lại liên lụy đến người tu hành nhiều đến mấy trăm, lấy trần phỉ nguyên lực bàn bạc thần hồn, giờ phút này đều tiêu hao gần bảy thành. Cái này vẫn là trần phỉ giờ phút này không ngừng khôi phục tình huống dưới, này thời gian lại hơi kéo xa một chút, đoán chừng trực tiếp muốn đem trần phỉ hao tổn không. Bây giờ quy khư giới, muốn thôi diễn chính là như thế khó khăn. Trần phỉ có được bộ phận thời gian quy tắc tinh thể đều như thế, cái khác chí tôn cảnh không có đặc thù bảo vật căn bản không thể nào thôi diễn. Trần Phỉ thuận liễu tộc triệu văn tự điểm, tiếp tục hướng phía trước quay lại. Trần Phỉ nguyên lực thần hồn lại tiêu hao một thành về sau, Trần Phỉ nhìn thấy liễu tộc cương vực bên trong châm môn sơn, cùng hổ tộc liễu tộc mấy cái cửu giai hậu kỳ làm lựa chọn. Xu hổ nút sói, vị này liễu tộc cửu giai hậu kỳ trong tay, cầm bài tẩy gì? Một một tháng này phát sinh sự tình tại Trần Phỉ trước mặt hiện ra xong, Trần Phỉ tự nhiên đã rõ ràng cái này triệu văn tự mục đích. Chỉ là để Trần Phỉ nghĩ không hiểu là, đối phương ỷ vào đến cùng là cái gì. Mong muốn đơn phương cảm thấy, hắn cùng thái như lãm đối bính cái lưỡng bại câu thương về sau, triệu văn tự liền có thể từ đó thu lợi. Trần Phỉ tiếp tục vận chuyển thời gian quy tắc tinh thể, bắt được triệu văn tự thời khắc này vị trí, đúng là đã tại huyền linh vực khu vực biên giới. Trần Phỉ cảm giác một chút giờ phút này nguyên lực của mình thần hồn, đã không đủ để chèo chống nhìn thấy triệu văn tự về sau thời gian tuyến, tạm thời không biết lá bài tẩy của đối phương đến cùng là cái gì nếu như là nhân quả cùng vận mệnh thiên đạo giờ phút này tự nhiên là có thể tiếp tục thôi diễn bọn hắn không giống thời gian quy tắc dạng này tiêu hao rất lớn trần phỉ phất tay đem trước mắt hình tượng tán đi đồng thời dạ ma chiến binh thu tay lại đem thời gian lư dừng lại càng khôn thành mười vạn dặm bên ngoài lộ tân du nhìn xem phương xa thành trì đỉnh đầu linh đang bắt đầu có chút rung động theo từng vòng từng vòng gợn sóng khuếch tán ra bên trong càng khôn thành cảnh tượng tại lộ tân du trước mặt triển khai lộ tân du ánh mắt di động một chút khóa chặt trung ương đại điện linh đang gợn sóng bên trong cảnh tượng cũng theo đó biến hóa xuyên qua đại điện bình chướng lộ tân du nhìn thấy ở trong ngồi xếp bằng trần phỉ lộ tân du nhìn xem gợn sóng bên trong hình tượng cảm giác trần phỉ thời khắc này tu vi cảnh giới lông mày không khỏi hơi nhíu lên cửu giai chí tôn cảnh sơ kỳ mà lại là mới vào cửu giai nhiều nhất chính là đem bây giờ cảnh giới vững chắc tốt về phần trong ngọc giảng nói đột phá đến cửu giai trung kỳ giờ phút này lấy lộ tân du bí pháp bên trên nhìn căn bản là không thể nào nói đến nhân tộc này cửu giai thời khắc này khí tức ba động hoàn toàn phù hợp vừa đột phá cửu giai chừng một năm thời gian tu vi lại so với đại bộ phận cửu giai sơ kỳ tu luyện được nhanh nhưng cũng tại hợp lý phạm vi bên trong lộ tân du ánh mắt trầm ngâm hoặc là cung cấp ngọc giảng cái kia bát giai đạt được tin tức có sai hoặc là chính là người này tộc cửu giai ẩn giấu đi tu vi của mình lộ tân du trong lòng càng thiên hướng về loại thứ nhất cũng chính là cái kia bác giai đạt được tin tức sai lầm. Về phần cái này nhân tộc cửu giai che giấu tu vi, khả năng rất thấp, bởi vì trong tay lộ tân du cái này linh đan, là thái như lãm cố ý tìm tới cho lộ tân du. Đối với dấu kính tự thân khí tức, điều tra đối phương tu vi, có rất nhiều dịu dụng, lộ tân du dựa vào chung này, phát hiện rất nhiều cửu giai đỉnh phong cũng không phát hiện bí ẩn. Cho nên lộ tân du không quá tin tưởng, nhân tộc này cửu giai có thể giấu giếm được dò xét hắn bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như cái này trong tay nhân tộc thật sự có chí bảo, cưỡng ép ẩn tàng lại tu vi cảnh giới, cũng là hoàn toàn có khả năng. Cho nên lộ tân du còn cần tiến một bước điều tra, xác định nhân tộc này cửu giai đến cùng là dạng gì tu vi. Nghĩ tới đây, lộ tân du chậm rãi lui lại đến 50 vạn dặm bên ngoài, trên đỉnh đầu linh đang bắt đầu tản mát ra quan mang chói mắt, hỏa diễm tại linh đang mặt ngoài luồn lên. Lộ tân du một tay kết ấn, tiếp lấy điểm tại mi tâm của mình vị trí, sau một khắc mấy cái liệt diễm chim từ linh đang bên trong bay xuất tại lộ tân du bên người vần quanh vài vòng về sau một chút hướng phía càng không thành phương hướng bay đi cái này năm con liệt diễm chim không phải chân chính sinh linh nhưng có sinh linh tất cả đặc thù lại mỗi một cái lực lượng đều đạt đến cửu giai sơ kỳ trở lên dẫn đầu một con càng là có được cửu giai trung kỳ lực lượng muốn nghiệm chứng nhân tộc kia cửu giai đến cùng có hay không ẩn giấu tu vi phương thức đơn giản nhất chính là làm cho đối phương xuất thủ một lần Lộ Tân Du không cần đối phương toàn lực ứng phó, nhưng chỉ cần xuất thủ, trong tay Lộ Tân Du hỗn nguyên linh liền nhất định có cảm ứng. Khoảng cách 500 ngàn dặm đối cửu giai liệt diễm chi mà nói, chỉ là mấy hơi thời gian liền bị vượt qua, khoảng cách càng không thành còn có một vạn dặm thời điểm, phô thiên cái địa liệt diễm đã tuôn hướng phía trước vài tòa thành trì. Càng không thành cùng bên trong tiện thành người tu hành, vừa mới cảm giác được nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, hộ thành đại trận liền đã dâng lên, đem đầy trời liệt diễm ngăn cản ở ngoài. Thi đỉnh An xuất hiện ở giữa không trung, kinh ngạc nhìn qua phía trước, năm con cửu gia liệt diễm chim, mỗi một cái khí tức đều tại Thi đỉnh An phía trên. Nếu như giờ phút này là tiện tộc đối diện với mấy cái này liệt diễm chim, khi tiện tộc đoán chừng cũng chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Cửu gia chí tôn chủng tộc, tại quy khư giới bây giờ náo động hoàn cảnh dưới, lộ ra yếu đuối như thế. Trần Phỉ xuất hiện ở giữa không trung, nhìn về phía trước, thân hình chấp động ở giữa, đã xuất hiện tại những này liệt diễm chim phía trước một quyền đánh vào dẫn đầu cửu giai trung kỳ liệt diễm thân chim bên trên đem nó thân hình cưỡng ép ngăn lại bất quá chính trần phỉ thân thể cũng không khỏi tự chủ bay ngược đồng thời ngọn lửa nóng bỏng ở trên người trần phỉ lan tràn thiêu đốt tinh khí thần hồn chư vị đây là ý gì nhân tộc ta cùng chư vị không quán không cừu trần phỉ thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng năm mươi vạn dặm bên ngoài lộ tân du nhìn xa xa bên này năm con liệt diễm chim tầm mắt chính là lộ tân du tầm mắt cho nên lộ tân du căn bản không lo lắng mình sẽ bị phát hiện. Vừa rồi trần phỉ một quyền kia, cửu giai trung kỳ liệt diễm chim không có bất kỳ cái gì sự tình, ngược lại là cứng đối cứng trần phỉ giờ phút này bị thương nhẹ. Lộ tân du trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, trong tin tức cái này nhân tộc cửu giai, thế nhưng là đơn thương độc mã xóa bỏ qua một cái có được cửu giai trung kỳ chủng tộc. Nếu như chỉ là trước mắt bày ra thực lực, có thể làm không đến chuyện như vậy. Chẳng lẽ lại, liền đối phương xóa bỏ qua một cái cửu giai trung kỳ chủng tộc tin tức, đều là tin đồn, bất quá từ trước mắt đến xem, cái này nhân tộc cửu giai cho thấy khí tức, như trước vẫn là cửu giai sơ kỳ, cùng vừa rồi tại bên trong càng không thành thời điểm, không kém bao nhiêu. Nhiều nhất chính là giờ phút này ở vào chiến đấu bên trong, khí tức có hơi nổi lên. Tiện thành trên không, thi đỉnh an trông thấy Trần Phỉ bị đánh lui, trong lòng giật mình, trong lòng cho dù cảm thấy không địch lại, nhưng cũng vẫn là xông về kia năm con liệt diễm chim. Không nóng nảy. Trần Phỉ thanh âm tại thi đỉnh an vang lên bên tai, tiếp lấy ba tòa cửu giai hạ phẩm huyền trận thừa dịp dẫn đầu liệt diễm chim bị đánh ngừng, một chút xuất hiện ở giữa không trung. Ba tòa cửu giai hạ phẩm huyền trận khí tức phóng lên tận trời, tiếp lấy dung hợp lẫn nhau, đem năm con liệt diễm chim toàn bộ vây nhốt trong đó. Trần Phỉ bước về phía trước một bước, trực tiếp vào trận, hướng phía một con cửu giai sơ kỳ liệt diễm chim phóng đi. Dạ ma chiến binh xuất hiện ở giữa không trung đồng dạng chỉ hiện ra cửu giai sơ kỳ tu vi giờ phút này hai tay kết ấn một tòa cửu giai hạ phẩm huyền trận bắt đầu xuất hiện khi đỉnh an đứng tại giữa không trung nhìn về phía trước khí thế bàn bạc trận thế trong lòng rốt cuộc minh bạch trần phỉ ban đầu là như thế nào di diệt đề tộc tiện tay hư không bày trận lại bày vẫn là cửu giai đại trận thực lực như thế đề tộc như thế nào ngăn cản được năm mươi vạn dặm bên ngoài lộ tân du nhìn xem trần phỉ bày trận thủ pháp trong mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn đồng thời cũng minh bạch đối phương trảm diệt một chi cửu giai trung kỳ chủng tộc, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Trận thế, vẫn luôn là tốt nhất mấy loại lấy yếu thắng mạnh một trong phương thức, chỉ là có thể tại thời điểm đối địch, nhanh như vậy nhanh bày trận, lát đác không có mấy. Trong lòng minh bạch nhân tộc này cửu giai chân chính ác chủ bài, lộ tân du không tiếp tục đưa ra thủ đoạn của hắn, cứ như vậy lấy liệt diễm chim tầm mắt, xem hết trần phỉ một mình xóa bỏ năm con liệt diễm chim quá trình. Cuối cùng một con liệt diễm chim tiêu tán thời điểm, lộ tân du cảm giác được trần phỉ khí tức đã giảm xuống một mảng lớn hiển nhiên dạng này vượt cấp chém giết đối với đối phương mà nói là một cái cực kỳ nặng nề gánh vác lộ tân du nhìn qua càng không thành phương thức khóe miệng khẽ nhúc nhích tiếp lấy thân hình tiêu tán hướng phía thanh ngọc hải vị trí bay đi một cái thiên tư cực mạnh người tu hành tại trận đạo bên trên có cái khác rất nhiều chí tôn cảnh không có thiên phú nếu có thời gian cho trưởng thành có rất lớn cơ hội chậm rãi đi đến cửu giai hậu kỳ nghe đồn là cửu giai chân linh chuyển thế, xác suất rất lớn. Người mang chí bảo, cũng có nhất định khả năng. Chính lộ Tân Du không làm phán đoán, chỉ cần trở lại Thanh Ngọc Hải về sau, đem tất cả tình huống báo cho mình sư tôn, từ hắn tới làm quyết định. Đến cùng là dết, vẫn là bỏ mặt không quan tâm. Càng không thành trên không, Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía lộ Tân Du đi xa phương hướng, ánh mắt yên tĩnh. Diễn một màn kịch, Bây giờ ở vào trưởng khống không gian thiên đạo mấu chốt thời gian, Trần Phỉ cũng không muốn phức tạp. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Trần Phỉ không muốn rơi xuống cái khác người tu hành tính toán bên trong, cho dù Trần Phỉ cuối cùng khả năng không có việc gì, nhưng đối với loại chuyện này, Trần Phỉ chính là căm thù đến tận xương tủy. Trần Phỉ, người thương thế như thế nào? Thi Đỉnh An đi vào Trần Phỉ trước mặt, thấp giọng hỏi. Vừa rồi Trần Phỉ toàn bộ hành trình tại cửu giai trong đại trận chiến đấu, Thi Đỉnh An muốn hỗ trợ, bất quá trần phỉ không có để thi định an vào trận thi định an còn ở vào cửu giai vững chắc kỳ thật làm cho thi định an vào trận trần phỉ còn muốn phân tâm đi chiếu cố hắn ngược lại bất lợi cho diễn kịch cho lộ tân du nhìn không có việc gì tỉnh dưỡng mấy ngày liền tốt trần phỉ nhìn xem thi định an trên mặt tươi cười nói vừa rồi những cái kia liệt diễm chim rất kỳ quái thi định an nghĩ đến vừa rồi một màn cao mày nói vâng có lẽ là từ cái nào tàn phá vị diện chạy ra. Trần phỉ nhẹ gật đầu. Huyền linh vực biên giới. Triệu văn tự chính nhắm mắt chợp mắt, đột nhiên cảm giác được một tia ba động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên khung, cảm giác được cửu giai hậu kỳ khí tức chợt lóe lên. Triệu văn tự nhíu mày, đối phương vậy mà nhanh như vậy liền từ huyền linh vực rời đi, đây là đã dò xét đến mình muốn, triệu văn tự trong dự đoán, tương đối lý tưởng tình trạng, chính là phụng tộc vị này cửu giai hậu kỳ, bị nhân tộc Trần Phỉ vĩnh viễn lưu tại huyền linh vực. Đến lúc đó Thái Như Lãm nhận được tin tức, kinh sợ phía dưới, có thể sẽ đi thẳng tới huyền linh vực, tìm tới nhân tộc Trần Phỉ. Nhưng bây giờ phụng tộc vị này cửu giai hậu kỳ, khí tức bên trên hoàn toàn không giống thụ thương bộ dáng, hiển nhiên cùng nhân tộc Trần Phỉ căn bản cũng không có giao thủ. Hoặc là nói, song phương có giao thủ, nhưng là nhân tộc Trần Phỉ giấu nghề, bởi vì không tại càng không thành xung quanh, thời khắc này Triệu Văn Tự không thể nào biết được lúc ấy chuyện gì xảy ra. Triệu Văn tự ánh mắt có chút ba động kiềm chế lại tự mình tiến về càng không thành xung quanh xem xét tin tức, quyết định ngay ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhiều nhất chờ đợi ba ngày, nếu như trong ba ngày Thái Như Lãm không có tới đến huyền linh vực, kia Triệu Văn tự liền từ bỏ lần này mua đồ. Cứ việc không có cam lòng, nhưng loại này mua đồ bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn. Bất quá nhớ kỹ nhân tộc Trần Phỉ, tương lai có cơ hội, Triệu Văn tự vẫn như cũ có thể đem phiền phức hướng bên này dẫn. Phàm là có cửu giai đỉnh phong đến gây sự với Trần Phỉ, đều đại biểu cho Triệu Văn Tự cơ hội xuất hiện. Triệu Văn Tự một lần nữa nhắm mắt lại, hắn cần kiên nhẫn chờ đợi đến tiếp sau sự tình phát triển. "Ngươi tự hồ có chút thất vọng a." À, một thanh âm đột một tại Triệu Văn Tự vang lên bên tai, Triệu Văn Tự tâm thần kịch liệt rung động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Triệu Văn Tự quay đầu nhìn về phía vị trí cũ, một thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi ra tiếp lấy quay đầu nhìn lại cùng triệu văn tự ánh mắt ở giữa không trung đụng nhau triệu văn tự thấy rõ người tới bộ dáng con ngươi kịch liệt co vào nhân tộc này trần phỉ làm sao lại xuất hiện ở đây vừa rồi vì cái gì lại muốn nói với hắn ra câu nói này tại hôm nay trước đó song phương chưa từng gặp mặt đối phương lẽ ra không biết hắn mới đúng nếu như không phải lúc trước hổ tộc điều tra trong tin tức nhìn qua trần phỉ hình tượng Triệu văn tự thậm chí đều không nhận ra trần phỉ tới Vô số nghi vấn tại triệu văn tự trong đầu nổi lên Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra Các hạ vị kia, dạng này tùy tiện tới gần Sẽ sinh ra hiểu lầm không cần thiết Triệu văn tự khống chế trên mặt thần sắc Lớn tiếng chất vấn Người trăm phương ngàn kế đem tin tức của ta truyền cho phụng tộc Bây giờ giả bộ như không biết ta, không quá phù hợp à Trần phỉ nghe được triệu văn tự không khỏi nhẹ giọng cười lên. Nghe được Trần Phỉ, Triệu Văn tự con mắt không tự chủ được trợn to. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.